Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 112. Tin tức này chính là chuột kim nói, mặc dù tộc chuột yêu ngũ hành không phải tộc lớn trong Thái Hoang. Thái Hoang chứ không phải dãy núi Vạn Yêu. Dãy núi Vạn Yêu chỉ là một địa vực nhỏ trong Thái Hoang. Nhưng Thái Hoang lại phân thành vô số nơi trong ngoài thành, có thể phân ra vô số dãy núi Vạn Yêu. Lẽ ra tộc chuột yêu ngũ hành chỉ là yêu tộc trong dãy núi Vạn Yêu, nhưng người ta lại nói bọn họ là tộc chuột yêu ngũ hành Thái Hoang. Lượng tin tức này quá lớn. Trong lúc Dương Bách Xuyên đang khiếp sợ với những gì chuột kim nói, chuột kim lại tiếp tục nói, đây là ngũ hành châu, là chí bảo do tinh hoa của ngũ hành trong thiên địa tạo thành, coi như tiền khám bệnh, chỉ cần y sư đại nhân đi đến tộc ta khám bệnh cho lão tổ tông, chữa được hay không, tộc của ta cũng sẽ trả một số tiền khám bệnh lớn, xin y sư đại nhân nhận cho. Nghe xong, người nào đó rất muốn có được thứ này. Nhưng muốn có là chuyện khác, đi hay không là chuyện khác. Mặc dù không biết tộc chuột yêu ngũ hành có được coi là yêu tộc cường đại nhất Thái Hoang hay không, nhưng truyền thừa quá sâu, cho dù có nhiều lợi ích lớn, nhưng vẫn không dụ hoặc được Dương Bách Xuyên. Nếu hắn dễ dàng bị dụ hoặc, hắn cũng không sống đến bây giờ. Dương Bách Xuyên cười lạnh, nói, không đi. Hắn từ chối thẳng, ý nói viên đạn bọc đường không có tác dụng với hắn, nhất định không đi ra ngoài khám, muốn khám bệnh tự đến đây. Sắc mặt của chuột kim cứng đờ, vô cùng khó coi. Nữ tử tên chuột bạch nhíu mày lại, nhìn Dương Bách Xuyên, từ lúc đến đây, ngoại trừ mở miệng chào hỏi Dương Bách Xuyên, còn lại chưa nói một câu. Nhưng Dương Bách Xuyên quan sát được, phát hiện lúc chuột kim nói chuyện, ánh mắt sẽ nhìn về phía chuột bạch, điều này làm cho Dương Bách Xuyên biết chuột bạch mới là người cầm đầu. Chuột bạch lạnh lùng nói, y sư đại nhân, ta đại biểu lão tổ tông truyền lời cho ngài, lão tổ tông nói. Y sư đại nhân không cần băn khoăn vấn đề thân phận, tộc chuột yêu ngũ hành có thể tồn tại vô số năm tháng ở Thái Hoang mà không bị diệt tộc, bởi vì chúng ta sống dưới lòng đất, không xảy ra xung đột lớn với chủng tộc khác. Ngoài ra, lão tổ tông còn nói, tộc của ta nắm giữ vài bí mật mà y sư đại nhân muốn biết, sợ rằng một vài nhân tộc ở ngoài dãy núi Vạn Yên cũng rất muốn biết, ngay cả bốn yêu tôn đông tây nam bắc của dãy núi Vạn Yêu cũng muốn biết. Tin tưởng y sư đại nhân rất muốn biết bí mật đó, lão tổ nhà ta còn truyền lời xin lỗi vì đã dùng cách này để mời y sư đại nhân đi đến tộc của ta, xin y sư đại nhân thông cảm, lão tổ thật sự chỉ muốn mời ngài đến chữa bệnh, tuyệt đối không có ý gì khác, xin y sư đại nhân yên tâm. Chuột bạch nói xong, nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, đôi mắt tam giác lóe lên. Dương Bách Xuyên đứng bật dậy, nhìn chằm chằm chuột bạch, người dám uy hiếp ta. Đây là lời của lão tổ tông bảo ta truyền lại, ta cũng không dám uy hiếp y sư đại nhân, thậm chí huynh muội chúng ta cũng không biết những lời này có ý gù, chúng ta chỉ vâng mệnh mời ngài đến tộc điều trị thân thể cho lão tổ tông, chỉ vậy mà thôi, xin hỏi y sư, bây giờ có thể lên đường được chưa? Nữ tử chuột bạch không hề lung lay trước sát ý của Dương Bách Xuyên, bình tĩnh nói. Nhưng lúc này trong lòng của Dương Bách Xuyên lại nổi sấm sét, hắn đoán không sai, tộc chuột yêu ngũ hành. Hay nói đúng hơn là lão chuột vương đã biết bí mật hắn là nhân tộc. Nhìn chuột bạch, Dương Bách Xuyên hận không thể giết nàng ta, nhưng cũng biết giết cũng vô dụng, nàng ta chỉ là người truyền lời, người lợi hại nhất là lão chuột vương đứng sau lưng nàng ta. Bây giờ đi, cuối cùng Dương Bách Xuyên cắn răng đồng ý, hắn không dám đánh cuộc, chẳng may không đi, lão chuột vương tung chuyện hắn là nhân tộc cho bốn yêu tôn, đến lúc đó hắn thật sự sẽ chết không chỗ chôn. Qua lời của chuột bạch, Dương Bách Xuyên kết luận, lão chuột vương chắc chắn biết được một số chuyện của hắn, nhưng biết bao nhiêu thì hắn không dám khẳng định. Dương Bách Xuyên có kế hoạch mục tiêu của mình, không thể chết hiểu ở thời điểm này được. Vậy nên hắn nhất định phải đi mạo hiểm một lần. Sở dĩ, quyết định đi mạo hiểm không đơn thuần chỉ vì hắn cảm giác lão chuột vương biết thân phận nhân tộc của hắn. Quan trọng là, nếu như chuột vương đã phái hai tiểu yêu chuột bạch và chuột kim tới đây mời, chứng minh lão ta không muốn vạch mặt. Nếu không thì chỉ cần báo thân phận nhân tộc của hắn cho bốn thế lực lớn của dãy núi Vạn Yêu là xong. Ngược lại, lão mời hắn tới tộc chuột yêu ngũ hành để xem bệnh, nói cách khác, chuyện này vẫn có thể thương lượng. Ít nhất thì lão chuột vương sẽ không công bố thân phận của hắn ra ngoài. Hoặc là lão chuột vương cũng không biết rõ thân phận nhân tộc của hắn, nhưng có lẽ vẫn có chút đầu mối. Với Dương Bách Xuyên mà nói, cho dù là một chút thì hắn cũng không dám đánh cuộc. Chỉ có thể đồng ý với chuột bạch và chuột kim đi tới tộc chuột yêu ngũ hành,
chữa bệnh cho lão tổ tông, lão chuột vương nhà bọn họ. Nếu hắn không đi cũng không phải là không thể, trực tiếp giết chết chuột bạch và chuột kim, sau đó dẫn theo đám lục yên chi, thanh nghiêu chạy trốn là được, theo đường cũ rời thành Vạn Yêu, ra khỏi dãy núi Vạn Yêu. Nhưng mà, rời đi, bọn họ có thể đi đâu? Rời khỏi dãy núi Vạn Yêu thì vẫn ở trong Thái Hoang, Dương Bách Xuyên dám chắc bên ngoài dãy núi Vạn Yêu, hắn đã đắc tội không biết bao nhiêu thánh địa, nhất định là có người đang đợi hắn, hơn nữa còn là cao thủ chỉ chờ hắn xuất hiện. Thế nên cho dù bây giờ hắn ra ngoài thì cũng không có đường lui. Chưa nói tới việc hắn không làm được chuyện đã hứa với Thanh Ngưu, nếu cứ vậy rời khỏi dãy núi Vạn Yêu, sao hắn có thể cam tâm được? Nếu vậy thì chi bằng thỏa hiệp, đánh cược một lần. Đi theo chuột bạch và chuột kim tới tộc chuột yêu ngũ hành, gặp lão chuột vương, nếu cược thắng thì hắn sẽ có một hệ thống tình báo lớn mạnh, nhưng nếu cược thua, cùng lắm thì lại chạy thôi. Dù sao nếu hắn muốn chạy, Dương Bách Xuyên có tự tin không một ai có thể cản mình. Bởi vì hắn có lão đầu làm chỗ dựa, có bình càn khôn trên người. Chấm. Bên ngoài thành Vạn Yêu, Dương Bách Xuyên không dẫn theo ai cả, một mình hắn đi theo huynh muội nhà chuột tới tộc chuột yêu ngũ hành. Hắn sắp đi tới một nơi xa lạ dưới lòng đất, thế nên không dẫn theo ai, để những người khác ở lại canh giữ yêu y quán, đương nhiên hắn đã dặn dò Thanh Ngưu và Xuyên Sơn Giáp. Nếu như nửa năm sau mà hắn không trở lại thì hãy nghĩ cách rời thành Vạn Yêu, sau đó ra khỏi Thái Hoang. Sau khi rời thành Vạn Yêu, Dương Bách Xuyên cho rằng đường đi xuống lòng đất rất dài, không ngờ chuột bạch và chuột kim lại cười nói, y sư đại nhân, mời đi theo chúng ta. Trong lúc Dương Bách Xuyên đang nghi ngờ, huynh muội chuột bạch và chuột kim đi tới một chỗ yên tĩnh, trên người bọn họ tỏa ra ánh sáng màu trắng và màu vàng, ngay sau đó, chuột bạch nhỏ giọng nói, mở đường. Mặc dù, chuột bạch chỉ vừa mới dứt lời, Dương Bách Xuyên đã cảm nhận được mặt đất dưới chân đang rung chuyển. Giây sau, mặt đất cách hắn 3 mét nứt ra một khe hở, sau đó càng ngày càng rộng ra, cuối cùng đạt tới hơn 1 mét. Dưới đất xuất hiện một cái động lớn. Dương Bách Xuyên nhìn xuống cái động rộng 1 mét, sau đó là kéo dài xuống phía dưới. Nhìn con đường xuất hiện dưới lòng đất, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng hiểu được thế giới dưới lòng đất của tộc chuột yêu ngũ hành là như thế nào. Vậy thì mỗi một chuột yêu ngũ hành đều là cao thủ đào động. Nếu như là một tộc chuột yêu khổng lồ, muốn tạo ra một thế giới dưới lòng đất dường như cũng không phải chuyện gì khó khăn. Lúc này, chuột yêu lên tiếng, đây chỉ là một trong những thuộc tính thiên phú có 102 của tộc chuột ngũ hành, không đáng nhắc tới. Y sư đại nhân, xin mời, đi từ nơi này vào sẽ có một trận truyền tống dẫn thẳng vào trung tâm của tộc ta, không mất bao nhiêu thời gian cả. Lần này là chuột kim lên tiếng. Giọng điệu đầy vẻ tự tin và kiêu ngạo. Dương Bách Xuyên cũng không đáp lại, người ta là chuột yêu, đào động dễ như uống nước lạnh. Nhưng qua điểm này, Dương Bách Xuyên có thể nhìn ra, dựa vào thiên phú đào động của chuột yêu ngũ hành, muốn tạo ra một thế giới dưới lòng đất cũng không phải là không thể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Bách Xuyên cảm thấy, nếu hắn có thể thu phục được tộc chuột yêu ngũ hành, hoặc nói đúng hơn là thu phục lão chuột vương, vậy thì kế hoạch sau này của hắn ở dãy núi Vạn Yêu sẽ bớt công sức hơn rất nhiều. Dương Bách Xuyên đi theo huynh muội chuột bạch chuột kim bước vào trong hang động vừa mở. Sau khi đi vào, Dương Bách Xuyên chỉ nghe thấy chuột bạch hô một tiếng, hợp, ngay sau đó cửa động lập tức đóng lại. Mặc dù hiện tại Dương Bách Xuyên không ở trên mặt đất nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng được, ở đó sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào. Nếu như chuột yêu ngũ hành muốn chạy, đào một cái lỗ tiến vào. Tới khi đó ngay cả hơi thở cũng sẽ không để lại, dòng tộc này quả là chuyên gia tình báo trời sinh. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ, nếu như không thu phục tộc chuột để dùng thì đúng là phung phí của trời. Chấm. Sau khi tiến vào thông đạo, nghiêng theo 30 độ kéo dài xuống phía dưới. Trong tưởng tượng ban đầu của Dương Bách Xuyên, hang chuột là một nơi ẩm ướt chật hẹp và u tối, nhưng sự thật thì lại hoàn toàn ngược lại. Ngoại trừ con đường dài hơn 10 mét lúc mở thông đạo là bùn đất, còn lại đều là đường rộng thênh thang thông khắp bốn phía. Vừa nhìn đã biết đây là thông đạo đã được xây dựng từ sớm. Thông đạo này cao và rộng hơn 9 mét, được thiết kế theo chiều nghiêng dần xuống phía dưới, những nơi dốc đều được làm bằng đá lửa, trên đỉnh đầu có vô số những viên dạ minh châu to bằng nắm tay để chiếu sáng, hơn nữa cứ cách 3 mét lại có một viên. Đi một đoạn sẽ có lối rẽ kéo dài. Không hổ là mạng lưới ngầm trải rộng khắp các hướng, chỉ riêng ánh sáng của dạ Minh Châu cũng đủ thấy được sự giàu có của chuột yêu ngũ hành.
Dương Bách Xuyên không thể nào tưởng tượng nổi, công trình vĩ đại này được hoàn thành như thế nào, nếu như được đặt ở trên mặt đất thì quả thật là kỳ tích. Thú vị hơn là bên trong thông đạo còn có nguồn nước, thêm cả những ngọn gió thổi nhẹ. Chuột Bạch giống như một hướng dẫn viên du lịch, nguồn nước ở đây là mạch nước ngầm, có một số là từ sông suối lớn trên mặt đất dẫn xuống, mỗi một thông đạo đều có lỗ thông gió cách nhau 100 mét, trải dài giữa những cây cổ thụ cao chót vót, một số được mở ra trên vách núi, tất cả đều rất bí ẩn. Cho dù là đầu nguồn nước hay là lỗ thông gió đều có kết giới cường đại, vậy nên nơi này rất an toàn. Dạ Minh Châu cũng được lấy từ nơi nào đó ở Thái Hoang, đá lửa dưới chân chúng ta cũng là loại có 102 trong lòng núi lửa, vô cùng cứng rắn, chúng có thể dùng để chế tạo pháp khí, đá lửa này có thể đẩy lùi cái lạnh dưới lòng đất, cùng có thể tạo ra môi trường để thảm thực vật phát triển. Mặc dù tộc của ta ở lòng đất nhưng phía trên có gì thì dưới này cũng có cái đó. Trên mặt đất không có thì chỗ chúng ta sẽ có, nơi này chỉ là ven ngoài thông đạo, vậy nên điều kiện cũng không tốt lắm, đợi tới chỗ truyền tống. Chúng ta sẽ tiến vào Vương Thành, lúc ấy Y Sư Đại Nhân lại nhìn xem, nơi đó tốt hơn nơi này nhiều. Dương Bách Xuyên nghe Chuột Bạch đắc ý giải thích, hắn quả thật là khiếp sợ, hiện tại hắn có chút mong chờ về Vương Thành mà Chuột Bạch nhắc tới. Hắn muốn nhanh chóng xem thử, thế giới dưới lòng đất mà tộc Chuột Yêu Ngũ Hành xây dựng nên sẽ có dáng vẻ như thế nào. Nói là không xa nhưng Dương Bách Xuyên tính toán thử, cũng phải đi bộ gần nửa ngày mới tới được nơi truyền tống như Chuột Bạch đã nói. Đi bộ nửa ngày, thông đạo vẫn nghiêng dốc xuống phía dưới, có lẽ bọn họ đã đi được khoảng 3-5.000 mét dưới lòng đất. Lúc này mới tới được khoảng không gian lớn rộng chừng 300 mét vuông, toàn bộ không gian có hình tròn, xung quanh có vô số cửa thông đạo, Dương Bách Xuyên đoán nơi này có lẽ là một giao điểm, khả năng xung quanh trăm ngàn dặm đều có điểm tập hợp và truyền tống. Nơi này được xây dựng bằng đá lửa, trung tâm có một truyền tống trận, trông rất cổ xưa. Huynh muội Chuột Bạch và Chuột Kim dẫn Dương Bách Xuyên bước vào truyền tống trận, Y Sư Đại Nhân, đi qua nơi này sẽ tới vương thành của tộc ta rồi. Dương Bách Xuyên gật đầu bày tỏ đã biết, hắn ra hiệu bọn họ khởi độc trận pháp. Giây sau, lực không gian dưới chân như bạo phát, vầng sáng màu vàng đất xuất hiện, Dương Bách Xuyên vô thức nhắm chặt hai mắt. Hắn cảm nhận được từng cơn choáng váng. Khoảng chừng vài phút sau, bên tai hắn vang lên giọng của Chuột Bạch, Y Sư Đại Nhân. Chúng ta tới vương thành chuột rồi. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì mở hai mắt, hắn bị choáng ngợp trước khung cảnh trước mặt. Lúc này, hắn đang đứng trên tế đàn, là tế đàn của truyền tống trận, mà toàn bộ tế đàn chính là một cột đá lửa vô cùng chắc chắn. Tiếng nham thạch nóng chảy sùng sục bên tai, Dương Bách Xuyên nhìn ba mặt của cột đá khổng lồ này đều bị vực sâu bao quanh, dung nham ở ngay phía dưới, ít nhất phải sâu mấy nghìn mét. Cột đá mà bọn họ đang đứng rất cao. Cách hàng trăm mét trên đầu là một hang đá khổng lồ, với những thạch nhũ kỳ có hình dạng kỳ quái đang treo ngược. Trong tầm mắt của hắn, hàng ngàn mét phía xa xa là một thành trì hùng vĩ. Không cần hỏi cũng biết, đó chính là Vương Thành Chuột, những kiến trúc dài vô tận xuất hiện trong một hang động tự nhiên khổng lồ. Một tòa thành trì không thua kém gì với nhân tộc, Vương Thành thuộc về tộc Chuột Yêu Ngũ Hành, trong mắt Dương Bách Xuyên, nơi này quả thật là đồ sộ tráng lệ. Quan trọng nhất là, Dương Bách Xuyên phát hiện nơi này rõ ràng là một thế giới dưới lòng đất, nhưng toàn bộ thành trì lại được xây dựng trong một không gian hang động khổng lồ, nhìn qua thì giống như một không gian tự nhiên, hắn chấn động bởi sự kỳ diệu của thiên nhiên, cũng bất ngờ trước năng lực sáng tạo của tộc Chuột Yêu. Nơi này có chút không giống với công trình kiến trúc của nhân tộc, Vương Thành Chuột trước mắt hắn nhỏ hơn rất nhiều so với phong cách xây dựng của thành Vạn Yêu, nhưng chúng lại tinh xảo hơn. Nhỏ so với thành Vạn Yêu, nhưng lại tương tự với kiến trúc của nhân tộc. Đương nhiên điều này cũng liên quan tới kích thước của Chuột Yêu, giống như huynh muội Chuột Bạch và Chuột Kim, hai bọn họ cũng chỉ 1m45, phong cách kiến trúc cũng được thiết kế dựa trên chiều cao của họ. Chấm. Bọn họ đứng trên trụ đá lửa, đi về phía Vương Thành có một cái cầu treo, khoảng chừng 3-500 mét, cây cầu dẫn thẳng tới Vương Thành Chuột. Dương Bách Xuyên nghĩ cột đá lửa dưới chân chính là cánh cửa truyền thống, phù văn trận pháp phức tạp. Có lẽ là những thông đạo khắp phương hướng đều sẽ truyền thống tới nơi này, sau đó tiến vào Vương Thành Chuột. Toàn bộ Vương Thành Chuột bị một dòng dung nham như vực sâu cắt đứt, tạo thành thiên trảm, mỗi một cánh cửa truyền thống từ các phương hướng khác nhau đều sẽ về trụ đá lửa, cách duy nhất để vượt qua là cây cầu treo, địa hình vô cùng nguy hiểm. Sau khi đi qua cây cầu treo,
Dương Bách Xuyên có thể nhìn thấy có một đám binh lính đầu chuột hình người đang canh giữ, trông rất nghiêm ngặt. Từ điểm này có thể thấy, không phải ngẫu nhiên mà tộc chuột yêu ngũ hành có thể tồn tại vô số năm mà không bị tiêu diệt. Người nào tới, mau dừng bước. Giọng nói trang nghiêm vang lên. Dương Bách Xuyên trợn mắt, lẽ nào bọn họ không thấy hai con chuột này sao, còn hỏi. Nhưng mà, chuột bạch và chuột kim như đã quen, chuột bạch lấy ra một lệnh bài màu vàng rồi nói, hộ vệ vương cung, ta ra ngoài theo lệnh vương. Bái kiến đại nhân. Tên thủ vệ cầm đầu ôm quyền hành lễ, hắn vung tay để các thủ vệ khác tản ra, tỏ ý cho huynh muội chuột bạch và chuột kim đi qua. Lúc này Dương Bách Xuyên mới biết hai huynh muội bọn họ chính là hộ vệ của vương cung, xem ra thân phận không thấp. Sau khi đi qua kiểm tra ở cầu treo, có một con đường đá lửa dẫn thẳng tới vương thành, bắt đầu từ nơi này, hai bên đường là đủ các thảm thực vật mà Dương Bách Xuyên chưa từng thấy, cây đỏ rực cao vút tầng mây, hay là đám cỏ nhỏ tỏa ra đủ các loại màu sắc, tất cả đều là những thứ mà Dương Bách Xuyên chưa bao giờ gặp. Trong đó cũng không thiếu những linh dược tràn đầy linh khí. Sau khi tới cửa vương thành, lại kiểm tra qua một lượt, chuột bạch lấy lệnh bài để thông qua. Khi tiến vào trong, Dương Bách Xuyên không nhìn thấy bất cứ chữ viết yêu tộc nào, nhưng trên cổng thành có khắc một con chuột màu tím. Hỏi mãi thì mới biết đây là chân dung của chuột vương, ở vương thành chuột, chuột vương chính là bậc chí cao vô thượng, cũng là thủ lĩnh của bọn họ. Sau khi vào thành, trên đường lớn vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng là chuột yêu, có một số là đầu chuột thân người, một số hóa hình người giống huynh muội chuột bạch và chuột kim, cũng có con tuy là hình người nhưng phía sau vẫn còn đuôi chuột. Có con giữ nguyên bản thể chuột đi bằng bốn chân, hoặc là đứng thẳng đi lại giống người. Giọng nói bên tai lại là tiếng người, chuột yêu cho dù là hóa hình hay không thì đều sẽ nói chuyện bằng tiếng người. Bản thể của tộc chuột yêu ngũ hành đều rất lớn, nhìn qua giống như ngé con, một số đứng thẳng đi lại giống như con người. Lông trên cơ thể đều rất dày, có nhiều màu sắc khác nhau, Dương Bách Xuyên nhìn qua một lượt, hắn cũng không thấy bất kỳ con chuột xám nào, đa số đều có màu đỏ, vàng, trắng, xanh, đen và vàng. Thiết kế thành trì không lớn bằng thành Vạn Yêu, nhưng quy mô lại lớn hơn nhiều. Cửa hàng, tửu lâu, tiếng giao bán nối liền không dứt, nào là linh thảo, linh thạch. Dù là công trình kiến trúc hay là bố cục thì đều mang đặc điểm phong cách của chuột yêu, hình thành truyền thừa văn hóa riêng, sau khi tiến vào sẽ có thể nhìn thấy từng cửa hàng sẽ có phù văn riêng biệt, mặc dù Dương Bách Xuyên không nhận ra, nhưng vẫn có thể thấy, phù văn này hoàn toàn không giống với những yêu tộc khác. Từ những đặc điểm này, Dương Bách Xuyên hoàn toàn có thể tưởng tượng được, tộc chuột yêu ngũ hành không hề đơn giản, bất kỳ chủng tộc nào bao gồm cả nhân tộc, khi hình thành nền văn minh của riêng mình thì sự truyền thừa sẽ được kéo dài mãi, thời gian về sau, chủng tộc sẽ càng ngày càng mạnh. Được xưng là tộc chuột yêu ngũ hành đứng đầu của Thái Hoang, xem ra cũng không phải là nói khoác. Hơn nữa, căn cứ theo những gì mà Hùng Bất Nhị nói, tứ đại yêu tôn của Đông, Tây, Nam, Bắc dãy núi Vạn Yêu đều phải nhún nhường tộc chuột yêu ngũ hành ba phần, có lẽ lời đồn này cũng không nói quá. Lần đi này, Dương Bách Xuyên phải thật cẩn thận. Trong đầu Dương Bách Xuyên có đủ các loại suy đoán về lão chuột vương. Đi một mạch theo chân chuột bạch và chuột kim, chớp mắt, từng tòa cung điện nguy nga lộng lẫy xuất hiện trong tầm mắt, nhìn những tòa nhà lấp lánh, Dương Bách Xuyên thầm nghĩ, chắc hẳn đây chính là vương cung. Quả nhiên, chuột bạch lên tiếng, thần y đại nhân, chúng ta tới vương cung rồi, bệ hạ đang đợi người ở bên trong. Dương Bách Xuyên xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, hắn hít sâu một hơi rồi nói, chuột bạch. Vương thành chuột của mấy người có bao nhiêu hộ dân? Khoảng nghìn vạn, toàn bộ tộc chuột yêu ngũ hành có hàng nghìn tỷ con dân, diện tích của vương thành chuột nhỏ hơn thành Vạn Yêu. Chuột bạch giải thích, Dương Bách Xuyên hít sâu, con số này chẳng khác nào trên trời. Có rất nhiều yêu tộc, trong số đó cũng không thiếu những tộc khổng lồ, nhưng cũng chưa có bộ tộc nào lên đến tỷ dân. Quả thật là đáng sợ. Chuột vương nhà ngươi có tu vi gì? Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng hỏi ra vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Chuột bạch nhìn Dương Bách Xuyên rồi thản nhiên đáp, bệ hạ nhà ta thần thông cái thế, pháp lực vô biên, tu vi ở cấp độ nào thì ta quả thật là không biết, nhưng mà ta có thể nói cho thần y nghe một chút, tránh cho y sư đại nhân làm ra những hành động không lý trí. Nửa câu đầu rõ ràng là đang trả lời qua loa, không muốn nói cho Dương Bách Xuyên biết tu vi của lão chuột vương, nửa câu sau lại mang hàm ý cảnh cáo ở bên trong. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì ho khan, tỏ ý xin được rửa tai lắng nghe.
Chuột Bạch lên tiếng, tộc của ta, chỉ riêng trong vương cung, bên cạnh bệ hạ có 10 cao thủ cấp tôn vương, bọn họ đều có tu vi tôn vương hậu kỳ, chưa tính tới cấp tướng lĩnh quản lý trông coi ở khắp nơi, ngoài ra còn 100 vạn đội quân hùng mạnh, bọn họ đều là lực lượng bảo vệ cho tộc chuột yêu ngũ hành. Dương Bách Xuyên nghe xong thì từ bỏ ý định dùng vũ lực trong trường hợp khẩn cấp, loại tu vi và thế lực khủng bố thế này, hắn có muốn chạy thì cơ hội cũng rất thấp, xem chỉ có thể thuận theo tự nhiên, cẩn thận vẫn là trên hết. Hai người một hỏi một đáp, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của mình, chớp mắt, đi qua nhiều lớp kiểm tra mới tới bên ngoài cung điện. Lúc này, Chuột Bạch nghiêm túc nói với Dương Bách Xuyên, y sư đại nhân, bệ hạ ở bên trong, đợi vào trong phải chẩn bệnh cho bệ hạ thật cẩn thận, không có bất cứ sai lầm nào, tính tình bệ hạ không được tốt lắm, nếu xảy ra chuyện, tính mạng của y sư đại nhân sẽ khó bảo toàn, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nhắc trước. Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt. Hắn còn chưa gặp được chuột vương đã bị gây áp lực, châu bò đến mấy thì cũng chỉ là chuột tinh, còn làm gì được hắn chắc. Trong lòng thầm lẩm bẩm nhưng Dương Bách Xuyên vẫn gật đầu với Chuột Bạch, tỏ ý đã biết. Ngay sau đó, huynh muội Chuột Bạch và Chuột Kim cung kính hành lễ với cánh cửa đang đóng chặt, thuộc hạ Chuột Bạch, Chuột Kim may mắn không làm nhục mệnh tới thành vạn yêu mời y sư, Dương Bách Xuyên tới chẩn bệnh, cầu gặp bệ hạ. Một lúc sau, cánh cửa mở. Một phụ nữ trung niên xinh đẹp ăn mặc như cung nữ bước ra, bà ta thản nhiên nhìn huynh muội Chuột Bạch và Chuột Kim, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Dương Bách Xuyên, bệ hạ mời y sư yết kiến. Dương Bách Xuyên giật mình khi nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, không ngờ chỉ một cung nữ cũng có tu vi tôn vương sơ kỳ. Y sư, mời vào, bệ hạ đang ở bên trong đợi người. Vừa nói, người phụ nữ trung niên bước ra khỏi đại điện, ra hiệu cho Dương Bách Xuyên tự mình đi vào. Dương Bách Xuyên hít một hơi thật sâu, gật đầu bước vào đại sảnh, trong lòng hắn cảm thấy yên tâm, chuột vương mời tới khám bệnh, hẳn là vẫn chưa có ý định làm gì hắn. Đến cũng đến rồi, cũng chỉ có thể tới đâu hay tới đó. Sau khi vào trong đại điện, phía sau truyền tới tiếng đóng cửa, Chuột Bạch, Chuột Kim và người phụ nữ kia cũng không tiến vào, bọn họ đứng bên ngoài điện. Dương Bách Xuyên không phát hiện thấy có chuột yêu nào bên trong đại điện. Đại điện trông có vẻ trống trải nhưng rất sáng sủa, từng viên dạ minh châu to bằng quả dưa hấu, hoặc cũng có thể là thứ gì đó không phải dạ minh châu có tác dụng chiếu sáng. Trong đại điện tràn đầy linh khí, nồng đậm đến mức trong lúc hít thở lỗ chân lông cũng giãn to. Tuy nhiên diện tích đại điện không lớn, chỉ tầm 7-80 mét vuông. Dương Bách Xuyên nghĩ hẳn là còn có một gian thiên điện. Phía trước có một tấm rèm lụa màu trắng, Dương Bách Xuyên trông thấy hình như thấp thoáng có bóng người. Ngay khi hắn đang quan sát xung quanh, một giọng nói già nua vang lên, y sư vất vả rồi. Mời vào nội điện. Dương Bách Xuyên vừa nghe là biết người nói chuyện là chuột vương. Giọng nói này tang thương nhưng tràn đầy uy nghiêm, mang giọng điệu của chủ nhân, 89/10 là chuột vương. Có điều hắn thắc mắc vì sao chuột vương lại gặp hắn trong một đại điện nhỏ như vậy. Dù sao đối phương cũng là vua của một tộc, nơi này còn là vương cung, đáng lẽ ra nên sống ở một nơi ra dáng chứ. Dương Bách Xuyên ôm lòng nghi vấn, nghe thấy chuột vương mời hắn vào nội điện thì cho rằng nội điện ở phía sau rèm lụa. Hắn bèn bước tới vén rèm lụa ra. Cảnh tượng tiếp theo khiến Dương Bách Xuyên chấn động. Chỉ thấy nội điện thật ra là một không gian khoảng 30 mét vuông nằm sau rèm lụa. Lúc này, một con chuột lớn dài khoảng 2 mét nằm trên giường ngọc. Toàn thân nó có màu tử kim, màu vàng ánh tím tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Con chuột này khác những con chuột hắn từng gặp sau khi vào thành. Trên trán của nó có một hoa văn màu vàng, hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn thấy một con chuột có bộ lông màu tử kim. Trong cảm giác của hắn, trên người con chuột này không có chút khí tức nào. Ngoại trừ lớn một chút và toàn thân màu tử kim ra, nó chẳng khác gì một con chuột bình thường. Nhưng cũng chính vì vậy mà Dương Bách Xuyên không khỏi căng thẳng. Rõ ràng là con chuột lớn màu tử kim này chính là chuột vương. Càng không có khí tức giống như người bình thường càng chứng tỏ không bình thường. Nói không chừng tu vi của đối phương cao đến mức hắn không cảm giác được, hoặc là khả năng che giấu khí tức siêu đỉnh, vì vậy mang lại cho hắn cảm giác rất bình thường. Mặc dù đây là bản thể nhưng ngoại hình rất đẹp, khác hoàn toàn những chuột yêu bình thường mà hắn từng gặp ở vương thành chuột. Không hề gây cảm giác ghê tởm, bề ngoài trông rất giống sóc, cũng có cái đuôi lông xù. Bộ lông vừa dày vừa dài như lụa. Lại còn bóng mượt, trông rất thoải mái.
Xung quanh chuột tử kim này có bốn cô gái xinh đẹp đã hóa thành hình người hoàn toàn đảm nhiệm vai trò của cung nữ phục vụ cho lão ta. Cả bốn đều có cấp bậc tôn vương. Bóng người hắn nhìn thấy bên ngoài rèm lụa khi nãy chính là một trong mấy cung nữ này. Dương Bách Xuyên đi vào, nhìn thấy hai cung nữ đứng một bên, hai cung nữ còn lại cũng ăn mặc hở hang, để chân trần, ngồi trên giường ngọc đút loại linh quả nào đó có hương thơm mê người vào miệng chuột tử kim. Cảnh tượng này làm Dương Bách Xuyên cay mắt, thầm nói trong lòng, con mẹ nó đây chính là cuộc sống mà mình từng tưởng tượng. Đương nhiên hắn chỉ nghĩ trong lòng mà thôi. Dương Bách Xuyên không hề yên tâm về chuột yêu tử kim này. Đối phương mời hắn đến khám bệnh, nhưng hắn không nhìn ra bất cứ một triệu chứng bệnh nào trên người chuột vương. Tất nhiên cũng có những loại bệnh không thể nhìn ra bằng mắt thường, cần phải khám mới biết được. Sau khi Dương Bách Xuyên đi vào, hắn vẫn luôn quan sát chuột vương. Mà chuột vương cũng nằm trên giường ngọc chớp đôi mắt tam giác quan sát hắn. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Dương Bách Xuyên giật mình kinh hãi, bởi vì hắn nhìn thấy trời sao lấp lánh trong đôi mắt của chuột vương. Bất chi bất giác ý thức của hắn bay về phía hai mắt của chuột vương. Ngay sau đó, bình càn khôn trên cánh tay trái chợt nóng lên, Dương Bách Xuyên giật mình, vội vàng thu lại ý thức. Trán túa mồ hôi lạnh, Dương Bách Xuyên biết đây không phải tà pháp gì hết, mà là biểu hiện tu vi của cường giả. Người có tu vi yếu nhìn vào mắt cường giả rất dễ bị cuốn vào trong vô thức. May mà bình càn khôn nóng lên cảnh báo hắn, nếu không hắn sẽ bị chuột vương gài bẫy. Dương Bách Xuyên nhìn chuột vương, hít sâu một hơi rồi mở lời chào hỏi, đạo hữu hữu lễ. Hắn gọi chuột vương là đạo hữu chứ không phải chuột vương hay bệ hạ gì hết. Bởi vì đối phương là chuột vương, nhưng không phải vương của Dương Bách Xuyên hắn. Đạo hữu là cách gọi chung giữa các sinh linh tu sĩ trên thế gian, và lại hắn sẽ không để vai vế của bản thân thấp hơn một bậc. Lúc này, chuột vương nheo đôi mắt tam giác nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, cười ha ha nói, đạo hữu. Thú vị đấy. Sau khi nhìn Dương Bách Xuyên với nụ cười ẩn ý, rốt cuộc chuột vương cũng ngẩng đầu lên, người đâu, mang ghế ngồi và rượu ngon cho y sư. Chuột vương ra lệnh, bốn cao thủ chuột yêu ngũ hành mặc đồ cung nữ lập tức đứng dậy vẫy tay một cái. Tức thì một chiếc bàn bạch ngọc cùng với rượu ngon linh quả bầy đầy trên bàn xuất hiện. Lui ra đi. Chuột vương lại lên tiếng ra lệnh cho bốn cung nữ đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối lão ta đều nằm trên chiếc giường bạch ngọc, không đứng lên. Sau khi bốn cung nữ rời đi, chuột vương mới nói tiếp, mong sư thứ lỗi, bản vương không thể đứng dậy đón tiếp. Mặc dù lão ta không nói ra nguyên nhân, nhưng dù sao cũng giải thích với Dương Bách Xuyên là lão ta không tiện đứng dậy. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên dễ chịu hơn nhiều, vốn dĩ hắn còn tưởng con chuột này coi thường hắn nên cố ý làm vậy. Bây giờ xem ra đối phương không tiện đứng dậy thật, bởi vì Dương Bách Xuyên đã nhận thấy điểm bất thường. Đó là trong lúc chuột vương nói chuyện đã vô tình để lộ khí tức trên người. Dương Bách Xuyên cảm nhận được trong khí tức có luồng khí tức cuồng bạo, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng hắn biết cảm giác của mình không sai. Từ điểm này có thể phán đoán cơ thể của chuột vương quả thật có vấn đề. Trong tình huống bình thường, bất kể là người là yêu, khí tức phát ra trên người đều ổn định. Nếu xuất hiện dấu hiệu cuồng bạo bất ổn thì chứng tỏ nguyên nhân là do sức mạnh trong cơ thể có vấn đề. Vì vậy Dương Bách Xuyên khẳng định cơ thể chuột vương thật sự có vấn đề, như vậy thì hắn yên lòng hơn nhiều. Nếu đối phương thật sự có bệnh thì tìm hắn khám bệnh là chuyện bình thường, chỉ sợ là tình huống khác thôi. Chuột vương đã giải thích, Dương Bách Xuyên cũng không khách sáo, đạo hữu khách khí. Xin cứ tự nhiên. Nói xong hắn liền ngồi xuống. Mà lúc này, chuột vương lại lên tiếng, tiểu hữu to gan đấy. Một câu hai nghĩa, nhưng Dương Bách Xuyên nghe xong chỉ nhếch miệng cười, hì hì, trước giờ ta luôn to gan mà. Chẳng hay đạo hữu có bệnh gì. Dương Bách Xuyên thuận miệng đối đáp một câu rồi nói thẳng vào bệnh tình, đương nhiên hắn cũng đang thăm dò chuột vương. Ha ha, trước hết không vội nói tới bệnh tình làm gì. Trái lại bản vương rất tò mò không biết mình nên gọi ngươi là y sư hay là tài tuấn nhân tộc. Chuột vương nheo mắt, bâng quơ nói. Dương Bách Xuyên chấn động cả người, thầm nghĩ, quả nhiên con chuột này biết chuyện mình là nhân tộc. Tuy cõi lòng giật thon thót nhưng mặt Dương Bách Xuyên không hề biến sắc. Hắn làm bộ nghi hoặc hỏi, đạo hữu có ý gì? Ta thuộc tộc Linh Dương ở dãy núi Vạn Yêu, không liên quan gì đến tài tuấn nhân tộc hết. Ha ha ha, chuột vương bỗng cười to. Sau đó tiếng cười im bặt, bản vương là vua thống lĩnh hàng trăm triệu chuột yêu ngũ hành. Hàng ngày trên mặt đất xảy ra chuyện lớn gì,
con dân của bản vương đều biết hết, cho nên ngươi đừng phủ nhận. Thật ra bản vương không có hứng thú với thân phận của ngươi. Ngươi là người hay là yêu, bản vương không quan tâm. Bởi vì bản vương không có vướng mắc lợi ích với các thế lực yêu tộc trên mặt đất. Bản vương chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là ngươi. Chữa bệnh cho bản vương, nhưng nhất định phải chữa khỏi. Nếu ngươi không chữa khỏi, bản vương không giết ngươi mà sẽ đưa ngươi về thành Vạn Yêu và tiết lộ tin tức ngươi là nhân tộc cho các thế lực lớn ở thành Vạn Yêu. Còn nữa, hình như 6 thánh địa lớn của nhân tộc các ngươi cũng đang tìm ngươi. Bọn họ đang bao vây bên ngoài dãy núi Vạn Yêu chờ ngươi ra ngoài đấy. Ngươi nói xem nếu bản vương tiết lộ hành tung của ngươi cho yêu tộc ở thành Vạn Yêu hoặc là nhân tộc các ngươi thì sẽ ra sao? Giờ phút này sắc mặt Dương Bách Xuyên không hề thay đổi, nhưng cõi lòng đã lạnh ngắt. Bởi vì hiện tại hắn dám chắc 100% tộc chuột yêu ngũ hành biết thân phận của hắn. Hắn đã không còn đường lui. Nếu lúc này trở mặt với chuột vương thì đối mặt với chuột vương sâu không lường được này, hắn không có chút tự tin nào. Huống chi hắn biết hiện giờ bên ngoài đại điện còn có 5 cao thủ cấp tôn vương mà hắn từng gặp, ngoài ra còn có ai khác đang ẩn nấp hay không thì hắn không biết, nhưng hắn đoán là có. Hắn biết mình đang bị chuột vương uy hiếp, hơn nữa còn là uy hiếp trắng trợn, nhưng hắn lại chẳng có cách nào. Cuối cùng, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, đạo hữu mắc bệnh gì, phải khám xong ta mới biết có chữa khỏi được hay không. Lỡ như đạo hữu mắc bệnh nan y thì sao? Ngươi dám nguyền rủa bản vương. Trên người chuột vương lập tức phát ra khí tức ngập trời, khóa chặt Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên thoáng biến sắc, nhưng vẫn nở nụ cười, không dám, ta chỉ nói thật thôi. Tức thì bầu không khí trở nên căng thẳng, khí tức phát ra từ trên người chuột vương đè ập lên người Dương Bách Xuyên, khiến lưng hắn đổ mồ hôi lạnh. Nhưng đương nhiên hắn sẽ không nói lời tuyệt đối. Theo ẩn ý vô liêm sỉ của chuột vương, nếu hắn không chữa khỏi bệnh thì đối phương sẽ tiết lộ thân phận nhân tộc của hắn. Như vậy thì hắn sẽ không có trốn dung thân ở thành Vạn Yêu lẫn Thái Hoang. Điều này còn nham hiểm hơn là thẳng tay giết hắn. Vì vậy, bây giờ Dương Bách Xuyên chỉ đành đánh cược, nói đúng sự thật, để lại cho mình một đường lui. Chuột vương bị bệnh gì, hắn không dám đảm bảo hứa chắc. Chẳng may có gì sơ suất, hắn thì không sao nhưng đám Lục Yên Chi vẫn đang ở thành Vạn Yêu, bọn họ sẽ bị liên lụy. Cho nên hắn chống đỡ áp lực to lớn từ chuột vương. Nhìn chuột vương và nói. Chấm. Sau đó, chuột vương đột nhiên cười ha hả, ha ha. Tốt lắm, xem ra bản vương không tìm nhầm người. Lão ta nói xong, Dương Bách Xuyên nhận thấy uy áp khí tức phủ trên người mình đã biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, Dương Bách Xuyên lại hiểu chuột vương thêm một chút, kết luận đối phương là một kẻ đa nghi xảo quyệt. Nhưng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem như đã vượt qua ải này. Có điều hắn tin rằng vẫn còn thử thách nghiêm ngặt hơn đang chờ mình. Hắn không tài nào nhìn thấu lão chuột vương xảo quyệt này, đây mới là điều khiến hắn lo lắng nhất. Tiếp đó, hắn nghe thấy chuột vương nói, nếu ngươi đảm bảo chữa khỏi thì bản vương sẽ đánh gãy chân ngươi không chút do dự. Ngươi dám nói thật, không sợ uy áp của bản vương, tốt lắm. Nhưng ngươi cũng đừng lo lắng, bản vương đã mời ngươi đến chữa bệnh cho mình thì tất nhiên bản vương tin tưởng y thuật của ngươi. Từ lúc ngươi bị 5 thánh địa lớn đuổi giết, theo Long Trùng Thanh Nghiêu trốn vào thành Vạn Yêu theo lối đi bí mật, bản vương đã bắt đầu chú ý tới ngươi. Trong hơn nửa năm ở thành Vạn Yêu, ngươi đã chữa khỏi bệnh cho 1387 yêu quái, không thất bại một lần nào. Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để bản vương tin tưởng ngươi xứng với hai chữ thần y. Bảo ngươi chữa bệnh cho bản vương thì ngươi cứ yên tâm điều trị, bản vương thề rằng chỉ cần ngươi dốc hết sức mình. Bản vương tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi, lại càng không tiết lộ thân phận nhân tộc của ngươi. Thật ra chỉ có 3 người bao gồm bản vương biết thân phận nhân tộc của ngươi. Chỉ cần ngươi chữa khỏi bệnh cho bản vương đảm bảo sẽ khiến 2 người còn lại nhắm mắt mãi mãi, vĩnh viễn phong ấn bí mật này của ngươi, không tiết lộ nửa lời. Đương nhiên cho dù ngươi không chữa khỏi nhưng đã cố hết sức, thì bản vương cũng làm như thế. Bản vương không qua lại với đám yêu tộc trên mặt đất. Vì vậy bản vương không quan tâm ngươi có chuyện gì, làm những gì ở thành Vạn Yêu. Tiểu hữu thấy thế đã được chưa? Nói xong chuột vương hỏi Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên thầm trợn trắng mắt, ta tin ngươi mới lạ. Hắn biết lão chuột vương này đã sống không biết bao nhiêu năm, tuyệt đối không thể tin lời lão ta, chí ít không thể tin hoàn toàn. Lúc nào cũng vậy, dựa vào bản thân mới là an toàn nhất. Dương Bách Xuyên nhìn ánh mắt chân thành của chuột vương.
thầm cười lạnh trong lòng, lừa cái con chuột nhà ngươi ấy, ta là người trái đất. Không mắc lừa đâu. Song hắn cũng biết lời chuột vương nói là một khởi đầu tốt, ít nhất vẫn phải bày tỏ thái độ ngoài mặt. Hắn mỉm cười đáp, như vậy rất tốt. Dương Bách Xuyên không nhiều lời với chuột vương, bởi vì hắn cảm thấy ở trước mặt lão chuột này, nhất là khi đối diện với đôi mắt tam giác kia, đối phương có thể nhìn thấu tất thảy, mình nói nhiều trái lại sẽ hỏng việc. Ngươi tin lời bản vương hả? Chuột vương lại hỏi tiếp. Vì sao không tin, ngươi là vua của một tộc, miệng vàng lời ngọc, tất nhiên ta tin tưởng không chút nghi ngờ. Dương Bách Xuyên đáp trả, tâng bốc chuột vương. Quả nhiên mấy lời tâng bốc khiến chuột vương cười ha ha, được lắm. Bây giờ y sư có thể bắt đầu chữa bệnh cho bản vương rồi đó. Nhưng Dương Bách Xuyên lại cắt ngang, bởi vì hắn có một nghi vấn to đùng, nếu không hỏi ra thì thực sự rất bất an. Nghi vấn này liên quan đến bảo tàng của tộc Thanh Ngưu. Theo lời chuột vương thì lão ta biết chuyện Thanh Ngưu dẫn theo mấy người bọn họ tiến vào thành Vạn Yêu bằng lối đi bí mật, như vậy thì bảo tàng của tộc Thanh Ngưu cũng không thể giấu được chuột vương. Nhớ đâu bảo tàng của tộc Thanh Ngưu đã bị tộc chuột yêu ngũ hành đào hầm chuyển đi hết, thì hắn sẽ không đi mạo hiểm nữa. Vì vậy, hắn bất chấp nói, chữa bệnh lúc nào cũng được mà đạo hữu. Hiện tại ta có một nghi vấn, mong đạo hữu giải đáp. Ha ha, bản vương còn tưởng ngươi giỏi nhẫn nhịn lắm, không ngờ đến cuối cùng ngươi vẫn không tránh khỏi chữ tục. Có phải ngươi muốn hỏi chuyện của tộc Long Trùng Thanh Ngưu không? Chuột vương cười hờ hững, trong giọng nói có sự đắc ý, như thể hắn có thể nắm rõ mọi chuyện. Dương Bách Xuyên cũng không vòng vo, chuột vương đã biết thì hắn cứ hỏi thôi. Hắn hít sâu một hơi rồi nói, các ngươi đã biết lối đi bí mật của tộc Long Trùng Thanh Ngưu. Vậy có phải các ngươi có thể tiến vào đó bất cứ lúc nào hay không? Dương Bách Xuyên có hai câu hỏi, hiện tại hắn đã hỏi câu thứ nhất. Chỉ thấy chuột vương gật đầu đáp, đối với tộc chuột yêu ngũ hành chúng ta mà nói, tất cả những bí mật trong lòng đất đều không tính là bí mật. Bản vương biết ngươi nghĩ gì, yên tâm đi, đúng là ta có biết, nhưng tộc chuột yêu ngũ hành cũng có lằn danh đỏ. Không phải đồ của mình thì tuyệt đối không động vào, đây là quy định trong gia pháp của tổ tông. Nếu không thì tộc chuột yêu ngũ hành đã bị diệt tộc từ lâu rồi, không thể truyền thừa từ thời thượng cổ tới nay. Vì vậy ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Cho dù con cháu tộc ta phát hiện ra lối đi bí mật của tộc Long Trùng Thanh Ngưu cũng tuyệt đối không phá hỏng. Và lại, con đường đó có trận pháp, nếu cưỡng chế phá hỏng sẽ phải trả giá đắt. Còn bảo tàng của tộc Long Trùng Thanh Ngưu thì chúng ta càng không động dính dáng đến. Có bốn thế lực yêu tôn ở dãy núi Vạn Yêu nhòm ngó. Chúng ta sẽ không động vào. Dương Bách Xuyên nghe xong, cuối cùng cung thở phào trong lòng. Chủng tộc có lằn danh đỏ, hèn chi có thể sinh sôi nảy nở, truyền thừa lâu dài. Đằng nào cũng hỏi rồi, thôi thì hỏi thêm mấy câu nữa vậy. Theo ta biết thì tộc chuột yêu ngũ hành các ngươi là yêu tộc ở dãy núi Vạn Yêu, nhưng tại sao lúc trước chuột bạch lại giới thiệu là Thái Hoang? Thế là sao? Dương Bách Xuyên hỏi. Thật ra Dương Bách Xuyên hỏi câu này chỉ vì tò mò mà thôi. Nhưng không ngờ chuột vương lại im lặng, nhìn hắn chằm chằm. Điều này khiến Dương Bách Xuyên hơi thấp thỏm, lẽ nào đây là đề tài cấm kỵ của tộc chuột yêu ngũ hành? Mãi lâu sau chuột vương mới thở dài nói, vốn dĩ bản vương không muốn nhắc tới đề tài này, nhưng ngươi đã hỏi thì ta đành nói vậy. Lần này sức khỏe của bản vương không tốt, phải mời ngươi đến xem bệnh thật ra cũng liên quan tới vấn đề này. Tộc chuột yêu ngũ hành húng ta truyền thừa từ thời thượng cổ. Là chủng tộc hàng đầu trong thiên địa, là dòng dõi yêu tộc thượng cổ. Nói là tộc chuột yêu ngũ hành ở Thái Hoang vẫn còn khiêm tốn đấy, thời thượng cổ tộc ta phân bố khắp tu chân giới cơ. Tiếc là, theo dòng thời gian, huyết mạch dần suy thoái, địa bàn từ tu chân giới mênh mông dần thu nhỏ lại đến Thái Hoang, từ trong ngoài Thái Hoang thu nhỏ lại chỉ còn khu ngoại vực Thái Hoang bây giờ. Thật ra dãy núi Vạn Yêu chính là trung tâm của tộc ta ở ngoại vực Thái Hoang. Vì vậy, theo lý thì địa bàn hiện tại của tộc ta kéo dài đến ngoại vực Thái Hoang, chúng ta tự giới thiệu là tộc chuột yêu ngũ hành ở Thái Hoang cũng không sai. Nhưng yêu tộc khác trên mặt đất lại cho rằng chúng ta là yêu tộc thuộc dãy núi Vạn Yêu. Trong mắt bản vương, bốn đại tôn dãy núi Vạn Yêu gì đó chẳng là cái thá gì cả. Tộc chúng ta là tộc chuột thần ngũ hành thượng cổ truyền thừa lâu đời. Nói đến đây, chuột vương vô cùng kiêu ngạo. Nhưng sau đó lại có phần tịch mịch. Huyết mạch thần thú cứ suy yếu dần qua mỗi thế hệ. Khi tộc chúng ta huy hoàng, mỗi chuột ngũ hành đều mang huyết mạch ngũ hành trong người, tiếng tăm lừng lẫy khắp tu chân giới. Còn hiện tại,
bản vương là vua của chuột ngũ hành, thuộc vương tộc chuột tử kim, nhưng cũng chỉ có tứ huyết mạch. Cho dù ta có tu luyện thế nào cũng không đạt được huyết mạch ngũ hành. Trên thực tế, con dân tộc ta sinh sôi đến giờ phần lớn đều là một trong những huyết mạch ngũ hành, có một người song huyết mạch cũng khó. Bản vương biết cứ cái đà này thì tộc chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Cho nên bản vương muốn tìm cách kéo dài truyền thừa của tộc ta, mà ta mắc căn bệnh này cũng vì nguyên nhân đó. Nghe chuột vương nói vậy, Dương Bách Xuyên sợ hết hồn. Chuyện này là bí mật lớn của tộc chuột yêu ngũ hành, liên quan đến sinh tử đấy, vậy mà chuột vương lại nói cho một người ngoài như hắn. Đây không phải là chuyện tốt. Vì vậy Dương Bách Xuyên vội vàng ngắt lời, đạo hữu, chúng ta khám bệnh thôi. Dương Bách Xuyên rất sợ đối phương nói tiếp, mình biết qua bí mật của tộc chuột yêu ngũ hành sẽ bị chuột vương diệt khẩu. Ha ha, bản vương đã nói ra thì không sợ ngươi nghe, cũng không sợ ngươi biết. Y sư à, bản vương có nỗi khổ tâm, ta chỉ đang than thở với ngươi thôi. Vì vậy ngươi phải dốc hết sức chữa bệnh cho bản vương đấy nhé. Chuột vương nở nụ cười u ám. Dương Bách Xuyên dùng mình sợ hãi. Theo Dương Bách Xuyên thấy, chuột vương chia sẻ bí mật lớn nhất của lão ta cho hắn là bởi vì trong lòng cho rằng bí mật này sẽ không bị truyền ra ngoài, điều kiện tiên quyết là lão ta nghĩ sẽ không có chuyện đó. Đối với suy nghĩ của chuột vương, Dương Bách Xuyên thấy rằng lão ta đang khống chế mình, hoặc là không để cho mình mở miệng, hoặc là diệt khẩu. Đây mới là nguyên nhân Dương Bách Xuyên ngắt lời chuột vương. Người xưa có câu, biết càng nhiều càng nguy hiểm, chính là đạo lý này. Nhưng mà trong nụ cười gian xảo của chuột vương đã có cảm giác đạt được âm mưu nên lão ta không hề để ý việc ngắt lời của Dương Bách Xuyên. Nghe chuột vương cười ha ha nói chuyện, Dương Bách Xuyên vội vàng chuyển đề tài, nói, đạo hữu yên tâm, ta là y sư, tất nhiên sẽ dốc hết sức chữa bệnh cho đạo hữu. Chuột vương nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, nói, ngươi lại đây xem đi. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên đứng lên đi về phía chuột vương, đến trước giường ngọc của chuột vương, lúc này, Dương Bách Xuyên mới thấy chuột vương từ từ ngồi dậy. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên trợn to mắt nhìn, cuối cùng cũng hiểu tại sao chuột vương cứ nằm lì ra đó mà không đứng dậy, thì ra là có nguyên do. Chỉ thấy bụng của chuột vương phồng lên rất to, rõ ràng chính là dáng vẻ của phụ nữ mang thai đang chờ sinh. Lượng tin tức này đúng là lớn quá rồi. Chuột vương là một chuột già giống đực, sao có thể mang thai được? Nhưng trong bụng của lão ta chính là dáng vẻ của phụ nữ mang thai. Dương Bách Xuyên trợn to mắt nhìn, còn chuột vương thì thở dài, nói, y sư, ngồi qua đây sờ thử xem. À, Dương Bách Xuyên khẽ rùng mình. Biến thái chết tiệt, bốn chữ này lập tức nhảy ra. Qua đây đi, ngươi phải xem bụng của bổn vương thì mới có thể chẩn đoán bệnh đúng chứ. Cách xa như vậy thì kiểm tra thế nào? Chuột vương thúc giục. À, không, không phải. Tới ngay đây, đạo tâm của Dương Bách Xuyên hỗn loạn, nhưng hắn cũng biết chuột vương nói không sai, hắn cần đến chẩn đoán bệnh tình mới được. Trong lòng hắn thầm nói, chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi, một con chuột già giống được chắc là sẽ không mang thai đâu. Dương Bách Xuyên thấp thỏm, đặt mông ngồi xuống giường ngọc, giơ tay ra bắt mạch kiểm tra cho chuột vương. Y tu y đạo cũng giống như bác sĩ bình thường chẩn đoán bệnh vậy, bọn họ kiểm tra bệnh tình cũng cần thông qua bắt mạch. Nhưng mà lại là dùng chân khí để kiểm tra mới càng chính xác rõ ràng hơn. Lúc này, sau khi Dương Bách Xuyên đặt tay lên móng vuốt lông xù của chuột vương, khóe mắt hắn đột nhiên phát hiện vẻ mặt lúc này của chuột vương vô cùng quái dị. Nhưng Dương Bách Xuyên lại đổ mồ hôi lạnh khắp người, vội vàng rời tầm mắt, không dám nhìn chuột vương. Hắn nhìn thấy bốn chữ, dịu dàng tình cảm trong ánh mắt của chuột vương. Điều này khiến cả người Dương Mỗ đổ mồ hôi lạnh, nổi da gà. Hắn cúi đầu, mau chóng bắt mạch kiểm tra và nói ta phải dùng chân khí kiểm tra, mong đạo hữu phối hợp. Tiểu hữu cứ việc làm, câu trả lời của chuột vương và sự ngang ngược lúc trước cứ như là hai người khác nhau. Nhưng Dương Bách Xuyên nghe thật sự quá ma tính, không ngừng khiến hắn lạnh run người. Mẹ nó quá ma tính. Hắn hít sâu một hơi, ổn định nội tâm đang lộn xộn, bắt đầu vận chuyển chút chân khí truyền vào thuận theo móng vuốt của chuột vương. Nhưng ngay sau đó Dương Bách Xuyên buông tay ra giống như điện giật vậy, trong lòng thật sự bị làm cho chấn động. Hắn, vậy mà kiểm tra được chuột vương thật sự có hỉ mạch. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên cảm thấy thế giới quan của bản thân vỡ vụn rồi. Đậu má, sống lâu thì cái gì cũng gặp a a a a.
Một lão chuột tinh không biết đã sống bao nhiêu vạn tuổi rồi, còn là lão chuột tinh giống đực. Vậy mà có thai. Ban đầu Dương Bách Xuyên thấy cái bụng to của chuột vương trông giống như mang thai, nhưng chỉ là trông giống thôi, trong lòng hắn nghĩ vậy. Dương Bách Xuyên thật sự cho rằng bụng lão ta phồng lên là vì nguyên nhân khác, thực sự hoàn toàn không nghĩ một con chuột già giống đực sẽ có thai. Nhưng sự thật chứng minh, quả thật là một lão chuột tinh giống đực có thai rồi. Điều này, hết nói nổi rồi. Sau khi chân khí của hắn tiến vào người chuột vương dọc theo móng vuốt thì đã phát hiện ở trong bụng chuột vương tồn tại một sức mạnh không gì sánh bằng, hơn nữa còn tản ra lực sức sống mạnh mẽ. Sau khi xem rõ ràng, Dương Bách Xuyên phát hiện trong bụng chuột vương là một con chuột con toàn thân màu tím. Sau khi nhìn vào trong, hắn thấy rõ ràng chuột con màu tím trong bụng chuột vương, lông màu tím không hề có chút màu hỗn tạp nào. Chỉ quan sát bộ lông cũng đoán được nó có huyết mạch còn thuần khiết hơn cả chuột vương. Khí tức cuồn cuộn tản ra chính là khí tức hắn cảm nhận được ở trên người chuột vương lúc trước. Bây giờ không sai rồi, trong bụng chuột vương thật sự có sinh mệnh, mang thai một con chuột ngũ hành màu tím có huyết mạch còn thuần khiết hơn. Chân khí của Dương Bách Xuyên vừa chạm vào đã lập tức bị chuột con trong bụng chuột vương bắn ngược trở lại. Khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, đứng bật dậy giống như bị điện giật, kêu lên. A, à, ngay lúc này, chuột vương yếu ớt hỏi, y sư đã kiểm tra rõ ràng chưa? Câu này mang ý nghiền ngẫm. Dương Bách Xuyên lấy lại tinh thần, nhìn chuột vương nói kiểm tra ra rồi. Bổn vương bị bệnh gì? Chuột vương cười tươi hỏi. Chúc mừng, đạo hữu có hỉ rồi. Dương Bách Xuyên hít sâu nói. Hắn biết chắc chuột vương vô cùng rõ ràng về thân thể của chính lão ta, nên cũng không nói chuyện mập mờ với lão ta, mà nói thẳng. Ha ha, y sư quả nhiên cao minh, chuột vương cười nói. Nhưng Dương Bách Xuyên lại càng ngày càng hoảng sợ, lúc này, hắn biết sự việc quá hóc búa rồi. Một lão chuột tinh giống được như chuột vương lại mang thai, nếu chuyện này đồn ra ngoài, vậy không phải cười rụng răng à? Chắc rằng chuột vương cũng đang giấu giếm chuyện bản thân mang thai, nhưng bây giờ bí mật này đã bị hắn biết rồi, có thể tưởng tượng sẽ có phiền phức gì. Lúc này hắn cũng không biết nên tiếp lời thế nào nữa. Phút chốc sững sờ tại chỗ. Còn chuột vương lại ném ra một quả bom cho hắn, nói y sư tiểu hữu, chuyện bổn vương mang thai không thể nói toạc ra, nếu không sẽ có đầy đại công thần trấn thủ biên cương của tộc chuột yêu ngũ hành sẽ khua môi múa mép về bổn vương. Cho nên người thấy đấy, bổn vương cũng không dám ra khỏi cung đi lại. Hơn nữa vì bây giờ đã có thai, bổn vương còn không thể biến được thành người, thật sự rất đau khổ. Bổn vương là giống đực mà lại có thai. Một khi tin tức này truyền ra ngoài, y sư tiểu hữu có thể tưởng tượng được sẽ dẫn tới sóng to gió lớn cỡ nào trong vạn tỷ tộc đàn không? Đương nhiên đây vẫn chưa phải trọng điểm là bổn vương là chuột vương ngũ hành, thống lĩnh một tộc, thời gian dài không lộ mặt cũng không được, nhưng mà vác bụng to cũng không tiện xuất đầu lộ diện. Cho nên lần này mời y sư đến chính là muốn giải quyết đứa con trong bụng này cho bổn vương. Không giấu gì y sư. Đứa trẻ trong bụng của bổn vương là hy vọng tương lai của tộc ta, nó không thể xảy ra chuyện gì, phải ra đời bình an, mà bổn vương cũng không thể xảy ra chuyện. Nhưng từ ngày mang thai đứa bé này, giữa bổn vương và đứa bé đã định trước chỉ có thể tồn tại một người. Lúc trước, bổn vương nghĩ vì tộc chuột ngũ hành của ta, bổn vương sẽ bảo vệ mạng sống cho đứa bé, hy sinh bản thân. Nhưng trùng hợp là bổn vương đã phát hiện ra ngươi, một y sư đến từ nhân tộc. Trà trộn vào thành vạn yêu khám bệnh cho yêu tộc, y thuật hơn người, chưa từng có bệnh nào không chữa được. Cho nên bổn vương lại sinh ra một tia hy vọng, nếu như có y sư giúp đỡ, có phải bổn vương và đứa trẻ đều có thể sống sót không? Dù sao có hy vọng sống sót thì ai lại muốn chết chứ? Ngươi nói xem có đúng không? Chuột vương thản nhiên nói chuyện, trán Dương Bách Xuyên đổ mồ hôi to như hạt đậu tương. Hắn biết cho dù chuột vương không giết hắn ngay từ đầu, hắn cũng sẽ mất tự do trong tay chuột vương. Bí mật bí ẩn như vậy bị hắn biết được, sao chuột vương có thể tha cho hắn? Nguy hiểm hơn là yêu cầu của chuột vương rất rõ ràng, lão ta và chuột con trong bụng đều phải sống sót, đây chính là nguyên nhân lão ta tìm tới hắn. Theo lời ban đầu của chuột vương, lão ta và chuột con trong bụng vốn chỉ có thể có một người sống, lão ta cũng đã chuẩn bị tốt để hy sinh bản thân, bảo vệ mạng sống cho chuột con trong bụng rồi. Nhưng đúng lúc này, một y sư như Dương Bách Xuyên lại đột nhiên xuất hiện, rơi vào tầm mắt của chuột vương, sau đó chính là như bây giờ. Bây giờ Dương Bách Xuyên hơi hối hận tại sao lại tạo ra danh tiếng lớn như vậy,
để rồi bị chuột vương này biết được. Đáng tiếc tất cả đều đã muộn. Hắn có thể chắc chắn, nếu như hắn không giải quyết được vấn đề của chuột vương thì hắn chỉ có một con đường chết. Đối mặt với một chuột vương không thể nhìn thấu tu vi, Dương Bách Xuyên không có ý định dùng sức mạnh. Hiện giờ chỉ có một con đường bày ra trước mặt hắn, chính là cố hết sức giải quyết vấn đề của chuột vương. Nếu không, hắn chắc chắn chuột vương này sẽ giết hắn diệt khẩu. Theo kiểm tra vừa rồi, muốn giải quyết chuột con trong bụng chuột vương có độ khó vô cùng lớn. Quả thật giống như chuột vương nói lúc trước, nếu hai người có thể sống một mới là bình thường, nhưng chuột vương biến thái bây giờ lại muốn kết quả là cả hai cùng sống sót, đây là vấn đề vô cùng hóc búa. Dù sao cũng không còn đường lui, trong ánh mắt Dương Bách Xuyên lóe sáng, hắn quyết định cược một phen. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi rồi nhìn chuột vương, nghiêm túc nói, ta vẫn dùng câu nói đó, cố gắng hết sức, nhưng chuột vương nhất định phải nói cho ta biết ngươi mang thai thế nào. Ta cần suy nghĩ cách giải quyết đúng bệnh. Dương Bách Xuyên biết chuyện chuột vương mang thai không đơn giản, cho nên hắn muốn biết nguyên nhân hậu quả, vậy mới có thể phán đoán ra cách giải quyết. Trong lúc kiểm tra, hắn phát hiện chuột con trong bụng chuột vương đang cắn nuốt tinh huyết và sức sống của lão ta, tuy rất chậm nhưng đúng là đang cắn nuốt. Nếu như thời gian dài thì chắc chắn chuột vương sẽ bị chuột con trong bụng cắn nuốt mất. Nhưng muốn ngăn cản thì hoàn toàn không thể nào, nói cách khác là với thực lực của Dương Bách Xuyên còn lâu mới đủ. Vừa rồi Dương Bách Xuyên bị sức mạnh chuột con trong bụng chuột vương bắn ngược lại đã khiến hắn cảm nhận được sức mạnh không gì sánh bằng, sự mạnh mẽ của sức mạnh này vượt qua tưởng tượng của hắn, đã biết không ngăn cản được. Ít nhất là khỏi cần nghĩ dựa vào sức mạnh. Cho nên cần phải tìm ra nguyên nhân, có lẽ có thể tìm được con đường giải quyết. Vừa có thể khiến chuột con trong bụng chuột vương sống sót ra đời, cũng có thể khiến chuột vương bảo toàn sinh mệnh. Tình hình bây giờ của chuột vương là sinh mệnh của lão ta đã bị chuột con trong bụng trói buộc, uy hiếp. Chuột con trong bụng chuột vương chính là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ, bản thân chuột vương cũng không ngăn cản được. Hơn nữa chính lão ta cũng nói rồi, trong bụng là tương lai của tộc chuột yêu ngũ hành, lão ta sẽ không giết chết con của mình. Đây mới là điều khó khăn. Thậm chí Dương Bách Xuyên còn cảm nhận được khí tức của chuột con trong bụng chuột vương vô cùng mạnh mẽ, không hề thua kém ấu thú kỳ lân nghé con. Dương Bách Xuyên biết không thể dùng sức mạnh với tồn tại mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể nghĩ cách khác. Đây phải xem chuột vương có chịu nói hay không. Dương Bách Xuyên muốn biết nguyên nhân, chuột vương nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu mới thở dài, rất bất đắc dĩ nói, thực ra cũng không có gì, ta đã đến cấm địa của tộc ta, sau đó thì thành như vậy rồi. Tộc chuột ngũ hành các ngươi còn có cấm địa à? Là nơi thế nào mà có thể khiến đường đường chuột vương như ngươi mang thai? Dương Bách Xuyên không nghĩ nhiều trực tiếp hỏi, nghe có vẻ như kiêng kỵ, nhưng hắn nhất định phải tìm hiểu mới được. Chuột vương cũng không để ý, nói, huyết mạch của tộc ta thế hệ này không bằng thế hệ trước, cho nên bổn vương đã nghĩ đến cấm địa của tộc ta, muốn đi tìm xem có cách phản tổ huyết mạch không. Nói là cấm địa, thực ra chỉ là chỗ nghĩa địa của ngũ hành vương các thế hệ của tộc ta. Vốn là có lời răn của tổ tiên không thể tiến vào, nhưng bổn vương thật sự không còn cách nào, nên đã xông vào trong. Ai ngờ sau khi bước vào, bổn vương mới biết lời răn của tổ tiên tuyệt đối không phải nói ngoa, nếu như con cháu thế hệ sau không thể tỏa hóa thì không thể tiến vào nghĩa địa. Nói đến đây, chuột vương nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, dừng chốc lát rồi nói tiếp, trong nghĩa địa của tộc ta, quả thật bổn vương đã phát hiện ra cách khiến tộc ta hưng thịnh. Cách này chính là có thể tạo ra một thế hệ sau có huyết mạch thuần khiết, ngũ hành hội tụ, nhưng cách này lại là... lại là để bổn vương luyện hóa thân thể của một chuột vương ngũ hành nào đó. Nói đến đây, chuột vương dừng lại, vẻ mặt cay đắng, còn Dương Bách Xuyên lại không nhịn được nói, luyện hóa thân thể của một chuột vương ngũ hành nào đó, điều này cũng không có gì nhỉ. Với tu vi của đạo hữu, chắc có thể luyện hóa mà không xảy ra vấn đề gì đúng chứ? Lúc này, chuột vương nhìn Dương Bách Xuyên với ánh mắt kỳ quái, cay đắng nói, nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Giờ phút này, trên mặt chuột vương xuất hiện vẻ đau đớn kỳ quái, một lát sau mới nói tiếp, chuột vương thế hệ đó là giống cái. Sau khi bổn vương mở mộ lớn ra mới phát hiện là giống cái, mà phương pháp chính là. Lại chính là để bổn vương và nàng ta cái đó, để sự tiếp diễn của tộc ta, bổn vương đã làm rồi. Sau đó mới phát hiện vậy mà bổn vương đã có thai, chi tiết bên trong thì bổn vương cũng không tiện nói nhiều, vấn đề bây giờ ngươi cũng biết rồi đấy. Bổn vương và thứ trong bụng chỉ có một người có thể sống sót.
Lúc này Dương Bách Xuyên lại chấn động trong lòng, hắn không ngờ khẩu vị của chuột vương lại nặng như vậy, thi thể của tổ tiên cũng không tha. Nhưng mà cũng có thể hiểu được, theo hắn thấy có thể thực tế không phải điều chuột vương muốn, mà là lúc mở mộ lớn ra lão ta đã không thể khống chế tình hình, cho nên mới xuất hiện cục diện xấu hổ này. Dương Bách Xuyên nhìn mặt của chuột vương, nghĩ lại lời nói vừa rồi của lão ta, hắn đột nhiên hiểu ra, nhếch miệng cười nói, điều đạo hữu nói sợ là không hoàn toàn như vậy nhỉ. Tình trạng này của ngươi thật ra cũng không phải chưa từng xảy ra trong y điển ta học. Nếu như ta đoán không nhầm, cấm địa của tộc chuột ngũ hành các ngươi là nơi âm sát dưỡng thi đúng không? Hắn nói tiếp, nơi âm sát dưỡng thi không chỉ sử dụng ở một số nơi thế tục, tất nhiên tu chân giới cũng sử dụng, nơi như vậy bình thường được dùng để giữ gìn thi thể, hoặc là tà đạo tu luyện tà pháp. Nhưng ta nghĩ nếu đã là nghĩa địa của tộc chuột ngũ hành các ngươi, lại là cấm địa, chắc chỗ đó phải có điểm khác so với nơi âm sát bình thường đúng chứ? Lúc này, Dương Bách Xuyên hoàn toàn là suy đoán, thăm dò. Nhưng ánh mắt chuột vương lại hơi lấp lóe, gật đầu thừa nhận nói, đúng vậy, cấm địa của tộc ta không phải nơi âm sát bình thường, mà là một nguồn âm sát. Nếu như đại nạn sắp đến, mỗi một chuột vương đều sẽ hoàn toàn phong ấn tọa hóa, sau đó tiến vào nơi âm sát, dùng lực âm sát tinh khiết mạnh mẽ nhất giữa trời đất để bồi dưỡng bản thể, cầu cho sau này có thể khai linh, từ đó sống lại lần nữa. Đáng tiếc không có ai biết trong cấm địa lại tồn tại vị nữ hoàng kia, trong lịch sử truyền thừa của tộc ta từng xuất hiện một nữ hoàng duy nhất của tộc chuột ngũ hành. Trong lịch sử truyền thừa, tộc chuột ngũ hành không cho phép giống cái làm vương, nhưng nàng ta lại cứ không phục, dùng thủ đoạn thiết huyết để thống trị tộc chuột ngũ hành, tự trở thành vương. Đồng thời trong một thời đại, nàng ta đã đưa tộc chuột ngũ hành lên sân khấu lớn của lịch sử, tự xưng hoàng. Một nữ hoàng duy nhất trong lịch sử của tộc ta. Nàng ta công lao to lớn, từng thống trị yêu tộc của cả tu chân giới, thống trị từ dưới lòng đất lên đến mặt đất. Nói là kỳ tài ngút trời cũng không quá chút nào, về sau không biết là nguyên nhân gì, nàng ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, an táng bản thân ở cấm địa, hơn nữa còn hạ lệnh sau này các chuột vương chỉ cần không phi thăng, người đại hạn đều phải an táng ở cấm địa. Theo lý nữ hoàng kỳ tài ngút trời chắc chắn sẽ phi thăng tiên giới, nhưng lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Trong tộc cũng không có để lại ghi chép rõ ràng cụ thể là nguyên nhân gì, thậm chí lịch sử liên quan tới nàng ta đều bị xóa bỏ rồi. Các thế hệ chuột vương chỉ là truyền miệng sự tích của nữ hoàng, chỉ biết nàng ta được chôn trong cấm địa, cũng để lại khẩu dụ, nếu như có một ngày tộc chuột ngũ hành ta suy bại, chuột vương đương thời có thể vào mộ lớn của cấm địa tìm kiếm lối thoát. Cho nên bổn vương đã vào đó, nhưng sau khi vào trong mới phát hiện, thi thể chuột vương bị đưa vào mộ lớn của cấm địa đều không thấy đâu. Chỉ có thi thể của nữ hoàng kia vẫn còn nguyên vẹn, hơn nữa còn để lại cách khiến tộc chuột ngũ hành huy hoàng trở lại. Cách này chính là để bổn vương âm dương giao hòa với thi thể nữ hoàng. Nhưng không ngờ, ai, nói đến đây, chuột vương không nói tiếp nữa. Nhưng mà Dương Bách Xuyên đã lại đoán được sơ lược, hắn nói tiếp lời của chuột vương, không ngờ nữ hoàng giữ lại một tàn hồn ở nơi âm sát, hoặc nói cả cấm địa của tộc chuột ngũ hành vốn chính là do nữ hoàng tạo ra cho mình để phục hồi bản thân hoặc nói là trùng sinh. Còn thi thể của các chuột vương đều bị thi thể nữ hoàng luyện hóa thôn phệ rồi. Sau khi đến nơi, đạo hữu đã nhận được phương pháp vốn tưởng là bí pháp gì đó, cuối cùng lại phát hiện là nữ hoàng mượn thân thể của ngươi để trùng sinh. Cái giá là tính mạng của đạo hữu, nhưng đạo hữu không cam lòng bị nữ hoàng cắn nuốt, cho nên đã tìm ta đến. Chính là muốn thử xem có thể giữ được nữ hoàng trong bụng đạo hữu và cả mạng của bản thân ngươi không. Nói cách khác, đạo hữu từng nghĩ cách luyện hóa nữ hoàng trong bụng, nhưng lại phát hiện nữ hoàng quá mạnh mẽ, đạo hữu hoàn toàn không có cách nào. Ta đoán tâm trạng của đạo hữu chắc chắn vô cùng phức tạp, vừa hy vọng tộc chuột ngũ hành ngươi xuất hiện một nữ hoàng, lại vừa không chịu hy sinh bản thân, tìm ta chính là nghĩ cách, vừa có thể bảo toàn cho bản thân, cũng có thể giữ lại nữ hoàng niết bàn trùng sinh. Thật sự bất đắc dĩ thì để ta nghĩ cách giúp ngươi luyện hóa nữ hoàng trong bụng ngươi, có đúng không? Ha ha ha, nghe vậy, chuột vương cười to. Ngay sau đó, tiếng cười dừng lại, lão ta híp mắt nhìn Dương Bách Xuyên nói, người ta đều nói nhân tộc là dẫn đầu vạn linh, vô cùng thông minh, bổn vương cũng từng gặp không ít tài tuấn nhân tộc, nhưng người thông minh như y sư tiểu hữu lại là lần đầu gặp. Đúng vậy, bổn vương chính là có ý này, bổn vương muốn ngươi nghĩ cách. Nhưng điều kiện đầu tiên là phải bảo toàn mạng của bổn vương, tốt nhất có thể luyện hóa nữ hoàng trong bụng của bổn vương, như vậy mới là chính đạo. Dương Bách Xuyên luôn không cho rằng chuột vương là người hiền lành, bây giờ đúng thật là như vậy,
lão ta hoàn toàn không muốn nữ hoàng trong bụng ra đời, mà muốn luyện hóa nàng ta để bản thân sử dụng. Nếu ta nói không có cách thì sao? Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói. Chuột Vương cũng nở nụ cười, ha ha, từ lúc ngươi tiến vào Thái Hoang là bổn vương đã cho người đi điều tra, kể cả chuyện các ngươi tiến vào hành cung thiên yêu bổn vương cũng rõ ràng. Sở dĩ tìm ngươi tới đây là vì bổn vương tin tưởng ngươi, bổn vương đã sống 3 vạn năm, trải qua rất nhiều chuyện, biết được một số bí mật thế gian, ví dụ như thần ma y điển, trên người ngươi. Ngươi nắm giữ thần ma y điển, chắc chắn có cách, ngươi không có cũng phải nghĩ cho ra. Nếu không thể trợ giúp bổn vương luyện hóa nữ hoàng trong bụng, bổn vương đành phải luyện hóa ngươi. Nói đến đây, Chuột Vương đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, dứt khoát áp chế Dương Bách Xuyên. Có điều đối với Dương Bách Xuyên, hắn thật sự bó tay với sự áp chế của Chuột Vương, đồng thời trong lòng rất khiếp sợ lão chuột này lại hiểu rõ hắn như thế, biết cả chuyện thần ma y điển. Còn chuyện gì lão ta không biết không? Con non kỳ lân, bí mật bình càn khôn. Giờ Dương Bách Xuyên tin, chắc chắn Chuột Vương đã biết hết những bí mật trên người hắn rồi, và lại hắn đang đứng trên địa bàn của lão ta, đành phó mặc cho số phận, nhận rõ hiện thực. Trước mắt phải thực hiện yêu cầu của Chuột Vương, giúp lão ta luyện hóa nữ hoàng trong bụng lão. Chờ Chuột Vương nói xong, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười hỏi, ta có lựa chọn nào khác không? Ngươi nghĩ xem, Chuột Vương híp mắt. Tốt thôi, tuy ta sở hữu y điển cấp bậc vô thượng như thần ma y điển. Nhưng đáng tiếc không phải chọn bộ, chỉ có thể thử một phen. Dương Bách Xuyên rào trước. Bổn vương tin ngươi có thể trợ giúp bổn vương luyện hóa nữ hoàng, nếu không thể, bổn vương bị nữ hoàng phản phệ, kẻ chết trước nhất định là ngươi, ha ha. Chuột Vương thản nhiên buông lời uy hiếp. Trong lòng Dương Bách Xuyên căm hận đến ngứa răng nhưng lại không có cách nào. Được, vấn đề cuối cùng, tu vi của ngươi là gì? Rồi nữ hoàng trong bụng ngươi có tu vi gì? Dương Bách Xuyên hỏi. Hừ, Chuột Vương trừng mắt. Dương Bách Xuyên dửng dưng nói, nếu muốn ta hỗ trợ, ta cần nắm rõ thực lực của ngươi và nữ hoàng trong bụng ngươi, bằng không xuất hiện biến cố gì đấy thì ta cũng chịu. Chuột Vương gắt gao nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, muốn nhìn rõ ánh mắt hắn có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Thế nhưng lão ta phát hiện, ánh mắt Dương Bách Xuyên trong veo, không hề chất chứa một tia gian dối. Thế là lão ta mở miệng, bản tôn là cấp vương đỉnh phong. Tu vi không hề thua kém 4 đại yêu tôn đông tây nam bắc của núi Vạn Yêu. Về phần nữ hoàng trong bụng bổn vương thì không rõ lắm, bởi vì nữ hoàng là tồn tại cường đại nhất trong lịch sử của tộc ta, nghe đồn thực lực không hề thua kém thần tiên trên tiên giới. Tuy không biết tại sao nàng ta lại tự chôn mình trong lăng mộ cấm địa nhưng ta có thể khẳng định, thật lâu trước kia, nữ hoàng chính là đại nhân vật oai phong một cõi. Mà hiện tại, tuy nữ hoàng niết bàn trọng sinh, bắt đầu lại từ đầu nhưng nàng ta đã sinh sống trong lăng mộ tộc ta vô số năm, hấp thụ lực lượng âm sát và cắn hóa thi thể của các đời Chuột Vương. Bổn vương không rõ thực lực nàng ta lắm, ít nhất hiện tại nàng ta không ngừng cắn nuốt sinh khí của ta nhưng ta lại không thể ngăn cản. Bổn vương đoán, hẳn tu vi nữ hoàng thấp nhất cũng là cấp yêu, hoặc tương đương với phi thăng cảnh của nhân tộc các ngươi. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng vô cùng chấn động. Hắn biết bản thân không đủ sức mạnh để luyện hóa hay ngăn cản Chuột Vương lẫn nữ hoàng trong bụng lão ta. Có điều sau khi rõ ngọn nguồn, Dương Bách Xuyên lại tính toán, lỡ như xảy ra đột biến, hắn có thể áp chế Chuột Vương được không nhỉ? Chỉ cần áp chế được Chuột Vương, hắn sẽ có cơ hội thoát thân. Đối với nữ hoàng chuyển thế trong bụng Chuột Vương, Dương Bách Xuyên cho rằng đây là một quả bom hẹn giờ, hắn không dám chạm vào nhưng bị lão ta ép, đành phải căng ra đầu thử xem. Hắn tính dùng nước sinh mệnh, không biết có hiệu quả không nhỉ? Theo lý thuyết, nước sinh mệnh thích hợp với tất cả yêu tộc, thế nhưng thực lực hai người kia quá mạnh, Dương Bách Xuyên không nắm chắc sẽ thành công. Hơn nữa, hắn cũng không xác định liệu Chuột Vương có ngoan ngoãn uống nước sinh mệnh hay không, lỡ như bị phát hiện manh mối gì đó, hắn sẽ chết không toàn thây. Vậy nên hiện tại trong lòng Dương Bách Xuyên đang rất lưỡng lự. Mau bắt đầu đi! Bổn vương dùng toàn lực áp chế vẫn không thể ngăn cản nữ hoàng cắn nuốt sinh mệnh của bổn vương, nếu lại chậm trễ e rằng không thể sống nổi, mà ngươi cũng sẽ chôn cùng bổn vương. Chuột Vương bỗng nổi cáu. Dương Bách Xuyên thầm mắng chôn cùng cái quần què. Ăn rồi cứ uy hiếp ông đây, chọc ông đây giận thì ông cho mày đẹp mặt. Trên người Dương Mỗ còn có lá bài tẩy là sư phụ, thế nên cũng tự tin được chút chút. Chẳng qua không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không dám triệu hoán sư phụ ra. Nữ hoàng trong bụng Chuột Vương là quả bom,
hắn cũng không bảo đảm sư phụ có áp chế được. Trước mắt hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng nước sinh mệnh cược một phen. Dương Bách Xuyên vung tay lấy ra bộ ngân châm, Chuột Vương trừng mắt, nhà ngươi cũng đừng dở trò gì đấy. Đạo hữu à, ta là y sư, châm cứu là dùng để phong ấn sức mạnh của nữ hoàng trong bụng ngươi. Ngươi đường đường là Chuột Vương cấp vương đại viên mãn, ta có thể dở trò gì chứ? Dương Bách Xuyên trợn mắt. Tốt nhất là như thế. Ánh mắt Chuột Vương lóe lên tia âm u, nãy chưa bắt tay vào làm thì không sao, giờ hắn chuẩn bị ra tay thì lão ta lại bồn chồn không yên, lo này sợ kia. Dương Bách Xuyên nghi Chuột Vương đã bị nữ hoàng trong bụng bón hành đến mức tinh thần phân liệt luôn rồi. Ngươi nằm yên, ta châm cứu thử xem có phong ấn được sức mạnh của nữ hoàng không. Dương Bách Xuyên nói. Chuột Vương liếc mắt, nơi móng vuốt lại dự trữ một nguồn yêu lực khá lớn, Dương Bách Xuyên mà làm điều gì mờ ám là lão ta sẽ giết hắn ngay tắp lự. Hành động của lão khiến Dương Bách Xuyên vô cùng buồn bực, nãy hắn còn suy nghĩ hay là kích thích sức mạnh của nữ hoàng, để nàng ta cắn nuốt Chuột Vương quách cho xong. Giờ nhìn yêu lực cuồn cuộn nơi móng vuốt của Chuột Vương, Dương Bách Xuyên khẽ thở dài, kế hoạch phá sản, chỉ có thể thành thật phong ấn sức mạnh của nữ hoàng thôi. Đồng thời không nhịn được mắng Chuột Vương quá đê tiện. Nhưng hắn cũng chẳng có cách nào khác. Dương Bách Xuyên vung tay, 108 cây ngân châm đâm vào bụng Chuột Vương, khi một châm cuối cùng hạ xuống, hắn khẽ quát, phong. Ngay lập tức, 108 cây ngân châm tỏa ra ánh sáng lóng lánh. Quỳnh, ke xê xê xê. Cùng lúc đó, trong bụng Chuột Vương phát ra một tiếng kêu bén nhọn, là giọng của nữ hoàng. Trận pháp phong ấn hình thành, nữ hoàng trong bụng Chuột Vương lập tức phản kháng. Một nguồn sức mạnh vô cùng cuồng bạo bùng phát ra ngoài. Dương Bách Xuyên biến sắc, vỗ một chưởng lên bụng Chuột Vương, phát ra tiếng vang nặng nề. Ầm. Hắn vận chuyển chân khí truyền vào bụng Chuột Vương, nhanh chóng trấn áp nguồn sức mạnh cuồng bạo này xuống. Ấy, có hiệu quả, bổn vương cảm giác tinh huyết của mình không còn bị cắn nuốt nữa. Chuột Vương mừng rỡ thốt lên. Trên mặt Dương Bách Xuyên lại chẳng hề vui sướng, nàng ta cắn nuốt chân khí của ta, đương nhiên tạm thời sẽ không ăn sinh cơ của ngươi. Mau luyện hóa, ta không kiên trì được bao lâu đâu, chậm trễ nữa sẽ bị phản vệ lại đấy, hậu quả thế nào ngươi cũng biết. Chuột Vương nghe xong tái mặt, lão ta biết Dương Bách Xuyên không nói dối. Nữ hoàng đang ở trong bụng lão ta hiểu rõ đối phương hơn bất cứ ai. Chuột Vương không dám chậm trễ vội vàng vận công bắt đầu luyện hóa, khóe miệng trà ra ý cười, lão ta cảm nhận được nữ hoàng đã chuyển sang cắn nuốt chân khí của Dương Bách Xuyên, cuối cùng lão cũng có thể bắt tay vào luyện hóa nữ hoàng. Dựa vào sức mạnh bá đạo của nữ hoàng, Dương Bách Xuyên có muốn dừng cũng không thể, chỉ có nước bị nữ hoàng cắn nuốt sạch sẽ chân khí lẫn tinh huyết mới thôi, lão ta sẽ nhân lúc đó luyện hóa nữ hoàng. Chỉ cần luyện hóa nữ hoàng là Chuột Vương có thể đạt được sức mạnh huyết mạch cường đại của nữ hoàng, tu luyện thêm một thời gian, lão ta sẽ là Chuột Hoàng thứ nhất trong lịch sử của tộc Chuột Yêu Ngũ Hành. Các đời Chuột Vương khi trước không một ai đủ thực lực và tư cách xưng hoàng nhưng lão ta thì có thể. Đương nhiên tiền đề là lão ta có thể luyện hóa nữ hoàng, đạt được sức mạnh của nữ hoàng. Chuột Vương liều mạng vận công bắt đầu luyện hóa nữ hoàng. Giờ phút này, khóe miệng Dương Bách Xuyên lộ ra tia cười lạnh không dễ phát hiện. Hắn không hề để ý việc nữ hoàng trong bụng Chuột Vương thỏa sức cắn nuốt chân khí của mình, ngược lại còn rất vui mừng là đằng khác. Chỉ cần nữ hoàng cắn nuốt nguồn chân khí khổng lồ của hắn, đến lúc đó, hắn sẽ có cách giúp nữ hoàng phản vệ lại Chuột Vương. Thân là y sư và trận pháp sư, trận pháp phong ấn mà Dương Bách Xuyên bày trên bụng Chuột Vương nhìn như là trận phong ấn nhưng thật ra hắn đã lén lút động tay vào đó. Gia tăng tốc độ cắn nuốt lực lượng đến từ bên ngoài của nữ hoàng, trợ giúp nàng ta trở nên cường đại hơn. Như vậy, chờ sau khi nữ hoàng cắn nuốt hết chân khí, hắn hủy trận pháp đi, nàng ta sẽ đủ sức mạnh phản vệ Chuột Vương ngay tức khắc. Sau khi chân khí của Dương Bách Xuyên bị nữ hoàng trong bụng Chuột Vương cắn nuốt 7-8 phần, hắn cảm nhận được sức mạnh của nữ hoàng đã cao hơn trước. Đương nhiên cao ở đây ý chỉ khả năng nữ hoàng sống lại đã tăng cao chứ không phải là thực lực tự thân của nàng ta. Hắn biết chuẩn bị tới lúc ra tay rồi. Giờ phút này, Chuột Vương vẫn đang dốc sức vận công luyện hóa nữ hoàng như cũ. Có điều sau một lúc, lão ta phát hiện hình như nữ hoàng chẳng có chút dấu hiệu đã bị luyện hóa nào hết. Chuột Vương hơi bực bội, mở miệng hỏi Dương Bách Xuyên, sao lại thế này? Vì sao bổn vương luyện hóa lại không có tác dụng gì? Nghe lão ta hỏi chuyện,
Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, chuột vương đạo hữu à, là ngươi luyện hóa chứ không phải ta, ta chỉ giúp áp chế nữ hoàng trong bụng ngươi được thôi. Ngươi xem chân khí của ta đều bị nữ hoàng cắn nuốt sạch sẽ này, ngươi luyện hóa không được thì sao ta rõ. Chuột vương cũng sửng sốt, có điều lão ta vẫn cứ cảm giác có gì đó không thích hợp, thúc giục cỡ nào vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Sở dĩ chuột vương hỏi như vậy là vì bản năng lão mách bảo thằng nhóc này đang phá rối. Dương Bách Xuyên nói nghe cũng không sai, giờ phút này chân khí của hắn bị nữ hoàng cắn nuốt không ngừng, chính hắn còn đang bị kiềm chế, không thể gây ra sóng gió gì. Nhưng luyện hóa lâu như vậy, thế mà chẳng si nhê gì, trong lòng chuột vương không khỏi bực bội. Không thể nào, vì sao bổn vương luyện hóa mãi vẫn không có tác dụng? Chuột vương khó hiểu. Rốt cuộc đến bây giờ Dương Bách Xuyên mới vui vẻ, hắn nở nụ cười quỷ dị, chuột vương đạo hữu à, đừng sốt ruột, để ta giúp ngươi một tay. Dứt lời, hắn thầm niệm, ngân châm trên bụng chuột vương bay vèo vèo lên. Uỳnh! Ngay sau đó một nguồn sức mạnh khổng lồ tuôn ồ ạt từ bụng chuột vương, mắt thường cũng có thể thấy được khí lưu quay cuồng. Lúc Dương Bách Xuyên cảm nhận được nguồn sức mạnh bùng nổ, quả nhiên như hắn dự đoán, nữ hoàng đã dừng cắn nuốt chân khí của hắn, nháy mắt đã bùng phát ra ngoài, điên cuồng thâu tóm lực lượng của chuột vương. Nữ hoàng cộng sinh với chuột vương, tức là sức mạnh của hai người trói buộc với nhau. Chuột vương là vật dẫn để nữ hoàng trùng sinh, mặc kệ lão ta quay cuồng thế nào vẫn bị nữ hoàng cắn nuốt. Chỉ khi nữ hoàng nuốt chửng chuột vương, nàng ta mới có thể niết bàn trọng sinh. Nguồn lực để niết bàn trùng sinh vô cùng khổng lồ, chỉ có lực lượng của chuột vương mới đủ để chống đỡ đến khi nữ hoàng sinh ra. Lúc trước nàng ta cắn nuốt chân khí của Dương Bách Xuyên chỉ là một loại bản năng mà thôi, chưa kể Dương Mỗ còn cố tình động tay động chân trên trận pháp phong ấn. Chuột vương cố gắng dựa vào lực lượng cường đại của bản thân áp chế nữ hoàng cắn ngược lại mình nhưng không thành công, nữ hoàng vẫn đang không ngừng chiếm đoạt tinh huyết của lão ta, lão chỉ có thể giảm tốc độ mà thôi. Dương Bách Xuyên ngoài mặt giả vờ phong ấn nữ hoàng nhưng thật ra lại lén lút động tay vào trận pháp, cố ý để nữ hoàng cắn nuốt chân khí của hắn nhằm tăng mạnh quá trình phản phệ, đối tượng đứng mũi chịu sào đương nhiên là chuột vương. Sau khi hủy bỏ trận pháp phong ấn, nữ hoàng đã hấp thu 7-8 phần chân khí của Dương Bách Xuyên, chớp mắt bùng nổ y như hắn dự đoán, điên cuồng thâu tóm lực lượng của chuột vương. Chuột vương đang trong trạng thái thả lỏng, đối mặt với sự phản phệ của nữ hoàng, lão ta bất ngờ không kịp trở tay. Dương Bách Xuyên cũng nương vào sức mạnh của nữ hoàng mà bay vút ra thoát thân, tránh xa chuột vương. Hộc hộc, hắn thở dốc từng cơn. Tên chết dẫm, ngươi dám tính kế bổn vương. À, cùng lúc đó, chuột vương tức tối thét lên. Dương Bách Xuyên ngoác miệng hít thở, nuốt 3 viên mẫu thụ linh đào bổ sung nguyên khí, lại lấy ra một đống rượu linh đào tu ửng ực. Rượu linh đào là do mấy vị thải châu nữ dùng linh đào sản xuất ra, chứa chân khí thuần khiết giúp bổ sung lực lượng đã bị nữ hoàng cắn nuốt của hắn. Dương Bách Xuyên mặc kệ chuột vương, nhanh chóng khôi phục chân khí. Thật ra hắn biết giờ phút này chuột vương bị cắn chả đang mang không nổi mình ốc, lão ta bị nữ hoàng áp chế mọi mặt, chỉ còn nước chờ nữ hoàng trong bụng luyện hóa sạch sẽ mà thôi. Cho nên hắn hoàn toàn không lo bị chuột vương uy hiếp. Sau 10 hơi thở, chân khí trong người Dương Bách Xuyên đã khôi phục được 5 phần nhờ rượu linh đào. Hắn nhìn về phía chuột vương nằm im trên giường do bị nữ hoàng phản phệ, ánh mắt thoáng qua tia phức tạp. Hắn biết nếu mình mặc kệ chuột vương, lão ta sẽ bị nữ hoàng trong bụng cắn nuốt sạch. Nhưng cũng từ đó, nữ hoàng sẽ trở thành một sự tồn tại càng khủng bố hơn. Một đầu yêu thú cấp vương đại viên mãn như chuột vương mà hắn đã không chắc chắn có thể đối phó được, huống hồ là nữ hoàng còn khủng bố hơn gấp bội. Vì vậy Dương Bách Xuyên biết hắn không thể để chuột vương chết. Lỡ như lão ta bị cắn nuốt hoàn toàn, nữ hoàng một lần nữa sống lại, hắn sẽ càng nguy hiểm. Tình hình hiện tại đối với hắn là cơ hội vô cùng hiếm có, nếu nắm chắc, hắn sẽ không chỉ thu phục được một tên chuột vương mà còn là chuột hoàng ngũ hành thuần huyết niết bàn trùng sinh. Thời gian rất gấp gáp, nhất định phải hành động trước khi nữ hoàng thôn phệ chuột vương hoàn toàn, bằng không chờ đến khi nàng ta ra đời, mọi thứ đã ngã ngũ, mạnh hắn cũng chẳng giữ được. Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy phương thức trùng sinh của nữ hoàng trong thần ma y điển, nói đơn giản là mượn dùng nơi âm sát nuôi dưỡng hồn phách của mình, dùng sức mạnh cực âm tẩm bổ, nếu cắn nuốt được sinh mạng tươi sống thì càng tốt. Mà chuột vương chính là kẻ xui xẻo đó, bị nữ hoàng mượn thân làm nơi niết bàn. Nữ hoàng cần cướp lấy tinh huyết của chuột vương để sống lại.
Có điều cách này giống đoạt xá đều có tỷ lệ may rủi nhất định, chỉ cần nữ hoàng chưa hoàn thành quá trình thôn phệ chuột vương, phá bụng sinh ra đời, nàng ta vẫn sẽ phải chịu rất nhiều áp chế, ví dụ như lực lượng từ bên ngoài. Vậy nên Dương Bách Xuyên chuẩn bị dùng nước sinh mệnh cược một phen, thắng, hắn có thể khống chế hai đầu chuột yêu ngũ hành là chuột vương và nữ hoàng trong bụng lão ta, thậm chí là khống chế toàn bộ tộc chuột yêu ngũ hành. Đây là một canh bạc khổng lồ. Đương nhiên bản thân Dương Bách Xuyên cũng tràn ngập nguy hiểm, bởi vì chính hắn cũng không biết nữ hoàng trong bụng chuột vương có thể bộc phát ra nguồn sức mạnh cỡ nào, thậm chí không rõ nước sinh mệnh có tác dụng hay không. Chẳng qua giờ không có thời gian để Dương Bách Xuyên tiếp tục suy xét. Hắn tiến lên một bước, đi về phía chuột vương. Bổn vương muốn giết ngươi. Chuột vương tức tối trừng Dương Bách Xuyên, lão ta không bao giờ nghĩ tới thằng nhóc này lại dám tính kế mình. Phòng ngày phòng đêm, cuối cùng vẫn sa vào bẫy của đối phương. Dương Bách Xuyên không thèm để uy hiếp của chuột vương trong lòng, hắn tiến lên, trở tay vung một cái tát. Bốp! Bàn tay đập mạnh vào đầu chuột vương, phát ra âm thanh lanh lảnh. Chết đến nơi còn uy hiếp ta, cho rằng ông đây không biết trong lòng ngươi đang âm mưu cái quỷ gì à? Nếu ta giúp ngươi luyện hóa nữ hoàng, ngươi sẽ lật mặt giết ta diệt khẩu liền đúng không? Xem ông đây là thằng ngu thật hả? Còn muốn giết ta không? Giết thử xem nào. Sở dĩ Dương Bách Xuyên ngang nhiên hành hung chuột vương là vì hắn biết rõ, lão ta lúc này chỉ là nỏ mạnh hết đà. Dù có bị hắn đánh tơi bời cũng không đủ sức phản kháng. A, ke xê xê xê, bổn vương. Bốp, vẫn dám mắng ông đây. Dương Mỗ vừa nói vừa nện lên đầu chuột vương. Chấm, ngươi. Bốp 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 bốp. Chuột vương đang định chửi tiếp thì Dương Mỗ đang giơ nắm đấm cho một trận tơi bời. Đừng đánh nữa. Đường đường yêu thú cấp vương đại viên mãn, bị Dương Bách Xuyên bón hành một trận nên hồn, cuối cùng cũng thành thật lại. Không mắng nữa, ai kia cười đắc thắng. Không, không dám, không dám. Chuột vương bể đầu chảy máu run rẩy xin tha, thật ra lão ta lúc này rất muốn gào ầm lên gọi thủ vệ bên ngoài vào, chỉ là. Lúc trước sợ tộc nhân biết được bí mật trong bụng nên lão ta đã ra lệnh mặc kệ trong điện phát ra âm thanh gì cũng không được phép tiến vào. Bởi vậy, chuột vương bất đắc dĩ đành phải đầu hàng thôi, có la lên cũng vô dụng. Dương Mỗ nhếch miệng cười, ngoan lắm. Há miệng ra, hẳn ta còn có thể cứu ngươi một mạng. Trong tay hắn bỗng dưng xuất hiện một giọt nước sinh mệnh lóng lánh. Dương Bách Xuyên cười híp mắt, trên đầu ngón tay hiện lên một giọt nước sinh mệnh màu xanh biếc, nhìn chuột vương nói, nghe lời, ngoan ngoãn há miệng ra. Ánh mắt chuột vương trợn to, bản năng có thể cảm nhận được giọt nước xanh biếc mà Dương Bách Xuyên bảo lão ta uống chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Ngươi muốn làm cái gì? Đôi mắt tam giác của chuột vương đầy vẻ cảnh giác. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, không phải đã nói rồi à, cứu mạng nhỏ của ngươi. Nếu ta đã đồng ý chữa bệnh cho ngươi, thì chắc chắn sẽ không nuốt lời, há miệng đi. Chuột vương tức giận nói, ngươi coi bổn vương là tiểu yêu 3 tuổi chắc. Ngươi có lựa chọn sao? Dương Bách Xuyên thản nhiên nói, ta đã nói thứ này có thể cứu mạng nhỏ của ngươi, tin hay không tùy ngươi. Tiểu gia ta cũng không có hứng lừa ngươi. Tự mình trải nghiệm xem, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu dưới sự cắn nuốt của nữ hoàng. Chuột vương nhìn vẻ mặt nắng mưa thất thường của Dương Bách Xuyên. Đúng thật như Dương Bách Xuyên nói, bây giờ sức mạnh toàn thân của lão ta đã bị nữ hoàng trong bụng áp chế, giống như cá nằm trên thớt, thời gian dài chắc chắn sẽ bị nữ hoàng cắn nuốt hoàn toàn, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Trong cảm nhận của chuột vương, giọt nước hiện lên giữa Dương Bách Xuyên tràn đầy sức sống mạnh mẽ, chắc là tiên bảo gì đó. Nhưng mà chuột vương cũng không tin Dương Bách Xuyên sẽ tốt bụng cứu lão ta như vậy. Cuối cùng chuột vương suy nghĩ xong vẫn há miệng ra, kết quả xấu nhất chẳng qua chính là bị nữ hoàng cắn nuốt, uống giọt nước của Dương Bách Xuyên tệ lắm cũng là chết thôi. Nhưng nếu như chết, Dương Bách Xuyên hoàn toàn không cần thiết phải đích thân ra tay, đợi nữ hoàng cắn nuốt hết sức mạnh của lão ta không phải xong việc rồi à? Cần gì phải làm chuyện dư thừa? Cho nên chuột vương đã há miệng, muốn chết thì chết. Muốn sống thì sống, bây giờ lão ta cũng hết cách rồi, lỡ như Dương Bách Xuyên nói thật thì sao? Đầu ngón tay Dương Bách Xuyên búng một giọt nước sinh mệnh vào trong miệng của chuột vương. Sau đó hắn vận chuyển càn khôn nhãn nhìn chằm chằm bụng của chuột vương. Không biết sẽ xảy ra thay đổi gì. Dù sao sự tồn tại trong bụng chuột vương cũng là chuột hoàng ngũ hành. Lỡ như nước sinh mệnh không có tác dụng thì sao?
Mặc dù một giọt nước sinh mệnh đã được Dương Bách Xuyên đưa vào trong miệng chuột vương, nhưng cụ thể có thể có hiệu quả hay không thì hắn cũng không nắm chắc. Sau khi vận chuyển càn khôn nhãn, hắn nhìn bụng chuột vương chằm chằm chính là muốn xem hiệu quả. Càn khôn nhãn có thể nhìn thấu những điều vô căn cứ, nó là sản phẩm sau khi bình càn khôn thăng cấp tiến hóa, có thể nhìn thấu tình hình trong bụng của chuột vương. Dương Bách Xuyên nhìn chăm chú bằng càn khôn nhãn, chỉ thấy chuột vương nuốt giọt nước sinh mệnh xuống, sau đó không hề tan ra, ngược lại đột nhiên bị chuột tím, hoặc nói là nữ hoàng trong bụng chuột vương cắn nuốt rồi. Thấy cảnh này, trong lòng Dương Bách Xuyên chợt vui mừng, hắn vốn muốn dùng giọt nước sinh mệnh này để thử khống chế chuột vương, không ngờ đã bị nữ hoàng trong bụng lão ta nuốt mất. Lúc này thì bớt việc rồi. Giờ phút này Dương Bách Xuyên nhìn người nữ hoàng chằm chằm, nếu nước sinh mệnh có thể khống chế nữ hoàng, vậy thì hắn hoàn toàn không còn nguy hiểm, còn có thể khống chế một chuột hoàng và một chuột vương. Đương nhiên đối với chuột vương thì vẫn cần giọt nước sinh mệnh thứ hai. Lúc này, chuột vương nói, bị nữ hoàng nuốt rồi. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, đừng nóng vội. Trong lúc nói, nụ cười trên mặt Dương Bách Xuyên càng ngày càng đậm. Càn khôn nhãn của hắn đã thấy cả người nữ hoàng chấn động, khí tức nháy mắt tăng vọt lên sau khi nuốt nước sinh mệnh. Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên mừng như điên, hắn biết nước sinh mệnh đã có tác dụng đối với nữ hoàng chuột yêu. Bây giờ xem ra nước sinh mệnh hợp dùng với tất cả yêu tộc, chỉ cần nuốt vào thì đều có thể khống chế, mặc kệ tu vi cao hay thấp. Nói không hề khoa trương, lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên vừa động đã khiến nữ hoàng chuột yêu ngoan ngoãn nghe lời. Nước sinh mệnh là đồ trong không gian bình càn khôn của hắn, chủ nhân của không gian bình càn khôn chỉ cảm ứng chút đã có thể cảm ứng được nước sinh mệnh. Trong lòng Dương Bách Xuyên chắc chắn cảm nhận được nước sinh mệnh, ngay sau đó trong bụng chuột vương đã phát ra một tiếng kêu chói tai. Dương Bách Xuyên nghe rất rõ tiếng kêu này tràn đầy đau khổ. Cuối cùng hắn cũng yên tâm rồi. Nhưng ngay sau đó hắn lại cảm nhận được một khí tức cuồng bạo bộc phát, quét thẳng về phía hắn. Hừ! Dương Bách Xuyên biết là nữ hoàng trong bụng chuột vương đang phản kháng, hắn hừ lạnh rồi cảm ứng nước sinh mệnh, thúc giục nước sinh mệnh bắt đầu vận chuyển. A, à, chít! Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, sức mạnh cuồng bạo bộc phát ra cũng bị dập tắt trong phút chốc. Chuột vương đột nhiên nói, ế, hình như lực cắn nuốt ta dừng lại rồi, ha ha ha. Lúc cười ha hả, ánh mắt chuột vương đỏ ngầu, đột nhiên tóm về phía Dương Bách Xuyên. Trong lòng chuột vương biết rõ là giọt nước xanh biếc mà Dương Bách Xuyên cho vào miệng của lão ta đã có tác dụng to lớn. Giọt nước lại bị nữ hoàng nuốt mất, qua tiếng kêu thảm thiết vừa rồi, chuột vương đoán ra được giọt nước xanh biếc trong tay Dương Bách Xuyên chắc chắn có thể sinh ra uy hiếp to lớn đối với nữ hoàng, cho nên nữ hoàng đã dừng cắn nuốt lão ta. Trong nháy mắt, chuột vương không còn bị sự cắn nuốt của nữ hoàng trói buộc, lão ta vận chuyển yêu lực tóm về phía Dương Bách Xuyên. Theo lão ta thấy chỉ cần bắt được Dương Bách Xuyên, để tên nhóc này khống chế nữ hoàng, thì lão ta được cứu rồi. Phản ứng của chuột vương không thể nói là không nhanh, ý tưởng cũng không tệ. Nhưng lão ta đã quên mất một điều, Dương Bách Xuyên có cách để xử lý nữ hoàng trong bụng lão ta thì cũng có cách để xử lý lão ta. Đối mặt với chuột vương, Dương Bách Xuyên lạnh lùng cười, sao hắn có thể không hiểu điều chuột vương nghĩ chứ? Trong lòng hắn chợt động. Trực tiếp ra một mệnh lệnh cho nữ hoàng trong bụng chuột vương, tiếp tục cắn nuốt chuột vương. A, à, móng vuốt đã sắp tóm được Dương Bách Xuyên rồi, nhưng nháy mắt chuột vương thấy mặt Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lẽo, lập tức cảm thấy không ổn, quả nhiên ngay sau đó nữ hoàng trong người lão ta đã lại bắt đầu cắn nuốt. Trong phút chốc, móng vuốt của chuột vương cách đỉnh đầu Dương Bách Xuyên hơn một ngón tay, cả người mất sức lực, miệng kêu lên thảm thiết. Sức mạnh của nữ hoàng ở trong người bộc phát đủ để khiến chuột vương chết đi sống lại. Thấy chuột vương kêu thảm thiết, Dương Bách Xuyên cười lạnh lùng, lúc lật tay lại xuất hiện một giọt nước sinh mệnh ở đầu ngón tay, nói, há miệng. Trong mắt chuột vương hiện vẻ sợ hãi, bây giờ tất nhiên lão ta đã hiểu giọt nước hiện ra ở ngón tay của Dương Bách Xuyên có thể khống chế nữ hoàng, mạnh mẽ như nữ hoàng còn bị Dương Bách Xuyên khống chế, đương nhiên cũng có thể khống chế chuột vương như lão ta. Dưới ánh mắt lạnh nhạt chăm chú của Dương Bách Xuyên, cả người bị sức mạnh của nữ hoàng cắn nuốt, lão ta không hề có sức phản kháng, hoàn toàn không dám há miệng. Nhưng lần này Dương Bách Xuyên đã khống chế nữ hoàng trong bụng chuột vương, tức là đã nắm được mệnh môn của chuột vương, còn sợ chuột vương không phối hợp sao. Trong lòng hắn chợt động, lại để nữ hoàng ra sức lần nữa, ngay sau đó chuột vương đau khổ kêu lên,
ngón tay Dương Bách Xuyên búng giọt nước sinh mệnh thứ hai vào trong miệng của chuột vương. Lần này Dương Bách Xuyên không để nữ hoàng nuốt giọt nước sinh mệnh thứ hai, mà để nước sinh mệnh này nổ tung trong người chuột vương. Giọt nước sinh mệnh thứ hai là chuẩn bị cho chuột vương. Một lát sau, Dương Bách Xuyên đã hoàn toàn khống chế sinh tử của chuột vương. Tác dụng thần kỳ của nước sinh mệnh đối với yêu tộc được thể hiện ra. Sau khi chuột vương uống giọt nước sinh mệnh thứ hai, khí tức trong người đột nhiên bộc phát, toàn thân tỏa ánh sáng tử kim chói mắt. Trên người của chuột vương khoác lên phù văn, ánh sáng tử kim lấp lánh không ngừng. Dần dần màu sắc trên người lão ta càng đậm hơn, hai màu tím vàng lúc ban đầu từ tử thiên về màu tím. Dương Bách Xuyên biết đây là thể hiện của tiến hóa huyết mạch, còn biết đây là thể hiện thần kỳ của nước sinh mệnh đối với yêu tộc. Lúc này trong lòng hắn chợt động, ra lệnh cho nữ hoàng trong bụng chuột vương ngừng cắn nuốt chuột vương, để lão ta tiến hóa huyết mạch. Dù sao bây giờ hắn đã khống chế chuột vương và nữ hoàng trong bụng lão ta rồi, nhất là sau khi chuột vương tiến hóa huyết mạch, thì sẽ hoàn toàn dung hợp với nước sinh mệnh, đến lúc đó hắn càng dễ khống chế hơn. Tác dụng dung hợp của nước sinh mệnh là toàn diện, có thể dung hợp vào nhục thể huyết dịch của yêu tộc, thậm chí là yêu hồn. Cho nên dù chuột vương có huyết mạch mạnh mẽ cũng chẳng ăn thua gì. Mấy phút sau, màu vàng trên người chuột vương gần như đã biến mất, chuyển thành màu tím, nhưng ánh mắt không phải màu tím quá đậm. Chuột vương đã tiến hóa thành huyết mạch ngũ hành sơ kỳ, nhưng vẫn kém hơn huyết mạch của nữ hoàng trong bụng lão ta. Có điều có thể tiến hóa từ 4 loại huyết mạch thành 5 loại huyết mạch đã coi như là tồn tại cao nhất trong huyết thống tộc chuột ngũ hành rồi. Chuột vương ngũ hành bái kiến, chủ nhân, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng chuột vương biết bây giờ Dương Bách Xuyên là chủ nhân của lão ta, giọt nước kia đã hoàn toàn dung hợp khiến huyết mạch lão ta tiến hóa, nhưng cũng bị Dương Bách Xuyên hoàn toàn khống chế sinh tử. Chuột vương ngũ hành có thể cảm nhận được chỉ cần Dương Bách Xuyên muốn, thì một ý niệm đã có thể khiến lão ta hồn bay phách tán từ tận sâu trong linh hồn. Dương Bách Xuyên cười he he, kiếm đầu long trong tay chợt hiện lên, hắn nhìn chuột vương nói, được rồi, nằm yên, bổn chủ nhân mổ lấy thai cho ngươi. Cả người chuột vương run lên, nhìn kiếm sắc xuất hiện trong tay Dương Bách Xuyên, mặc dù không hiểu mổ lấy thai là có ý gì, nhưng lão ta nhìn ra được, hình như Dương Bách Xuyên muốn dùng kiếm với lão ta. Chuột vương nhìn Dương Bách Xuyên lắc lư kiếm sắc, hơi run rẩy nói chủ. Chủ nhân, bổn vương, không, ta đã thần phục chủ nhân rồi, ngươi sẽ không giết ta chứ? Dương Bách Xuyên khinh bỉ nói, muốn giết ngươi thì một suy nghĩ của bổn chủ nhân là đủ, không cần dùng kiếm, đã bảo muốn mổ lấy thai cho ngươi rồi. À đúng rồi, mổ lấy thai chính là lấy đứa con trong bụng của ngươi. Mà cũng không đúng, là lấy nữ hoàng trong bụng của ngươi ra ngoài. Bây giờ nàng ta không thể hấp thụ tinh huyết sức sống của ngươi, nếu như không mượn ngoại lực thì không thể ra được. Thế nào, ngươi không bằng lòng ư, muốn để nữ hoàng ở mãi trong bụng của ngươi sao? Không không không, thuộc hạ bằng lòng, xin chủ nhân ra tay nhẹ chút. Chuột vương nơm nớp lo sợ nói, lão ta nhìn ra được Dương Bách Xuyên là muốn mở cái động trên bụng của lão ta. Nhưng chuột vương cũng hết cách, bây giờ sinh tử của lão ta đều nằm trong tay của Dương Bách Xuyên. Hơn nữa lão ta cũng không hy vọng nữ hoàng ở mãi trong bụng. Nên lão ta chỉ đành cứng ra đầu bảo Dương Bách Xuyên ra tay nhẹ chút. Đừng nói thừa, mau nằm yên. Bổn chủ nhân ra tay có chừng mực, sẽ không đau. Dương Bách Xuyên mất kiên nhẫn nói. Chuột vương chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên. Dương Bách Xuyên giơ tay hạ kiếm, ánh sáng lạnh lướt qua trên da bụng của chuột vương. A! Chuột vương phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dương Bách Xuyên bị tên này làm cho tức cười, đường đường đại yêu cấp tôn vương đại viên mãn lại sợ đau. Hắn dùng kiếm tất nhiên có chừng mực, chỉ là cắt ra bụng của chuột vương để nữ hoàng trong bụng lão ta ra ngoài. Chút đau đớn này đối với tu sĩ chỉ là đau đớn rách chút ra thôi, không ngờ tên này đã phát ra tiếng kêu như giết lợn. Nhưng mà ngay sau đó Dương Bách Xuyên cũng hiểu ra, không phải chuột vương sợ đau, có thể sợ đau là phản ứng bản năng, nhưng lúc này là đau thật. Bởi vì sau khi kiếm của hắn cắt rách ra bụng của chuột vương, ánh sáng màu tím đột nhiên bộc phát, mức độ chói lóa vô cùng nhức mắt, kèm theo khí tức mạnh mẽ không gì sánh bằng. Đây là nữ hoàng trong bụng chuột vương ra đời rồi, cho nên chuột vương kêu thảm là vì nguyên nhân này. Nữ hoàng ngũ hành cách một thời đại đã niết bàn trở lại thế gian, quả thật là phải có chút động tĩnh mới đúng, cũng là bình thường. Ngay sau đó, trong tầm mắt của Dương Bách Xuyên xuất hiện một ánh sáng màu tím nhức mắt chui ra khỏi bụng của chuột vương,
một cục năng lượng màu tím to như cái chậu rửa mặt hiện ra. Cũng là quầng sáng màu tím, ánh sáng màu tím này còn tinh khiết hơn ánh sáng sau khi chuột vương tiến hóa, rõ ràng đây là huyết mạch cao cấp nhất của tộc chuột ngũ hành. Nữ hoàng trong bụng chuột vương ra đời rồi. Dưới cái nhìn chăm chú của Dương Bách Xuyên, ánh sáng tím này trôi nổi chui ra khỏi bụng chuột vương, rơi xuống mép giường ngọc. Ngay sau đó ánh sáng màu tím dần dần tản ra, một con chuột toàn thân màu tím đậm to bằng con chó con, ấn đường còn có phủ văn do lông màu trắng tạo thành. Ngoại hình đúng là giống như con sóc lông dài. Dương Bách Xuyên nhìn chuột hoàng này, chuột hoàng cũng nhìn chằm chằm, đánh giá Dương Bách Xuyên. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Bách Xuyên thấy mắt tam giác của chuột hoàng là màu đen xì, nhưng con ngươi lại là màu tím đậm, lấp lánh ánh sáng màu tím. Trong nháy mắt lóe qua hai tia màu tím, lại khiến cả người Dương Bách Xuyên run lên, đầu óc hơi choáng váng. Hừ, nghiệp chướng. Dương Bách Xuyên biết là xảy ra chuyện gì, hắn không ngờ chuột hoàng tím này vừa ra đời đã dám giở thủ đoạn với hắn. Ánh sáng màu tím lóe qua trong mắt nàng ta xông vào thẳng thần hồn, hắn đã biết nghiệp chướng này lại có ý đồ khống chế chủ nhân như hắn. Điều này khiến Dương Mỗ phẫn nộ rồi, chuột hoàng tím từng dùng nước sinh mệnh, cho dù là thần thú đều nằm trong ý niệm khống chế của hắn. Trong lòng hắn chợt động, đã đánh tan ánh sáng màu tím chợt lóe lên trong con ngươi của chuột hoàng tím đang lao thẳng đến thần hồn của hắn, rồi lập tức dẫn động nước sinh mệnh. A, à, chít chít, a à, chủ nhân tha mạng, nô gia không dám nữa. Chuột hoàng tím lập tức kêu thảm thiết, lặn xuống khỏi giường, lăn lộn trên mặt đất, bốn chân co rúm lại. Chít, chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng. Chuột hoàng tím vừa lăn lộn trong đau khổ, vừa kêu thảm thiết, trong miệng lại vang lên một giọng nữ dễ nghe như tiếng chuông bạc. Mặt Dương Bách Xuyên lạnh lùng, không hề có ý dừng lại, tiếp tục dẫn động nước sinh mệnh, trong lòng hừ lạnh nói, nuốt nước sinh mệnh của tiểu gia rồi thì các ngươi chính là Tôn Ngộ Không, tiểu gia chính là Đường Tam Tạng niệm chú Kim Cô, cho dù tu vi của ngươi thông thiên cũng phải biến thành một con sâu nghe lời tiểu gia. Sau mấy phút, lông mượt mà tỏa sáng khắp người chuột hoàng tím đều bị mồ hôi làm ướt sũng, dính hết lên người, nằm im không động đậy ở dưới đất, lúc này Dương Bách Xuyên mới dừng sự trừng phạt đối với chuột hoàng tím. Chuột vương đã đứng dậy, vết thương trên bụng đã khép lại. Sau khi nơm nớp lo sợ xuống khỏi giường ngọc, cả người lão ta chợt lóe sáng biến thành một ông già lưng gù, bộ râu dài màu tím nhạt, khoảng 70-80 tuổi, nhưng trên người mặc vương bào tử kim trông vô cùng uy nghiêm. Thấy chuột hoàng bị Dương Bách Xuyên giày vò tới chết đi sống lại, chút suy nghĩ còn sót lại trong lòng chuột vương cũng tan thành mây khói. Chuột vương vốn nghĩ đợi sau khi nữ hoàng trong bụng ra đời, bọn họ sẽ ra tay đánh chết Dương Bách Xuyên. Nào biết nữ hoàng vừa ra ngoài đã ra tay với Dương Bách Xuyên, ngược lại tay của Dương Bách Xuyên còn chưa cử động, một ý niệm đã khiến nàng ta phục tùng, nằm dưới đất không động đậy như chó chết. Điều này khiến chuột vương kinh hồn bạt vía. Lão ta biết chuột hoàng ngũ hành cũng không thể làm gì được Dương Bách Xuyên, chuột vương vừa tiến hóa huyết mạch ngũ hành như lão ta càng không thể làm gì, trong lòng quyết định cắt đứt suy nghĩ kia. Phản kháng sẽ là sống không bằng chết. Lúc này Dương Bách Xuyên cố ý vô tình dừng mắt nhìn chuột vương, nở nụ cười trêu đùa nói, chuột vương, ngươi cũng thử xem. Phịch, chuột vương vội vàng quỳ xuống, vẻ mặt hoảng sợ, nói, chủ nhân minh giám, thuộc hạ không dám, tuyệt đối không dám. Ha ha, vừa nãy trong lòng ngươi không phải nghĩ như vậy nha. Dương Bách Xuyên lạnh lùng cười. Chấm, chủ nhân tha mạng, thuộc hạ tuyệt đối không dám, tuyệt đối không dám. Lúc nói chuyện, chuột vương còn dập đầu không ngừng. Hừ, lần này tha cho các ngươi, còn có lần sau thì chém chết không tha. Quên nói với các ngươi, trong lòng các ngươi có bất cứ tà niệm gì đối với bổn chủ nhân sẽ biết ngay lập tức, cho nên. Đừng ôm ảo tưởng. Dương Bách Xuyên lạnh lùng cảnh cáo. Vâng vâng vâng, thuộc hạ tuyệt đối không dám, cả đời cũng không dám. Chuột vương bị dọa sợ rồi. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn chuột hoàng tím nằm dưới đất, nói thế nào? Còn không đứng dậy, có phải còn muốn thêm lần nữa không? Vừa nghe Dương Bách Xuyên nói dứt lời, chuột hoàng nằm như chó chết dưới đất lấp lóe ánh sáng màu tím, lập tức biến thành một nữ tử mặc áo tím, dáng vẻ khoảng 15-16 tuổi. Đôi mắt trông cũng không phải mắt tam giác, chỉ là hơi nhỏ, híp thành một khe hở. Vẻ mặt nàng ta sợ tới mức trắng bệch, nói chủ nhân khai ân, nô gia không dám nữa. Hừ, cho ngươi cũng không dám. Dương Bách Xuyên không quá bất ngờ vì chuột hoàng tím biến thành nữ tử, điều này nằm trong dự đoán của hắn.
Sau đó hắn nói, đều đứng dậy đi. Hắn bảo chuột vương và chuột hoàng tím đứng dậy. Đợi sau khi hai người đứng dậy, chuột vương vô cùng xấu hổ nhìn chuột hoàng tím, nhưng vẫn khom người nói, bái kiến cụ bà. Nói về bối phận, lão ta phải gọi nàng ta là cụ bà. Hừ, con cháu bất hiếu, đều là ngươi hại. Chuột hoàng tím hừ lạnh với chuột vương, nếu không phải Dương Bách Xuyên ở bên cạnh, nàng ta đã giết chết đứa con cháu bất hiếu như chuột vương. Nàng ta vốn có thể mượn tinh huyết của chuột vương niết bàn sống lại, nhưng chuột vương lại không chịu hy sinh cho cụ bà như nàng ta. Ngược lại còn mời quái thai Dương Bách Xuyên đến, bây giờ thì hay rồi, cả hai người đều bị khống chế thành nô lệ. Ta, chuột vương há miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời. Dương Bách Xuyên lại thấy vui vẻ trong lòng, hắn cảm thấy sự bỉ ổi của chuột vương và chuột hoàng tím rất buồn cười. Trải qua một cuộc trị liệu chấn động lòng người, cuối cùng hắn vẫn trở thành người chiến thắng lớn nhất. Tạm thời không nói chuột hoàng tím, bây giờ chuột vương đã tiến hóa thành chuột vương huyết mạch ngũ hành, thực lực tiến thêm một bước lớn, mặc dù lão ta vẫn chưa bước vào cấp thiên yêu, nhưng cũng là một bước xa. Trong đại yêu cấp tôn vương, thực lực bây giờ của chuột vương chắc đủ để đối phó với bất cứ một ai trong tứ đại yêu tôn đông nam tây bắc của dãy núi vạn yêu rồi. Còn về chuột hoàng tím, Dương Bách Xuyên biết rõ chuột già này là bị hắn cưỡng chế cắt ngang cắn nuốt chuột vương, tức là chưa niết bàn thành công, nhưng vẫn có sức mạnh không thể xem thường. Trong cảm nhận, ngoài mặt lúc này trông chuột hoàng tím rất bình thường, nhưng Dương Bách Xuyên lại biết trong người nàng ta có năng lượng vô cùng to lớn. Một khi bộc phát thì vô cùng đáng sợ. Chuột hoàng mượn bụng chuột vương dựng dục niết bàn, bị hắn cưỡng chế cắt ngang phải ra đời sớm, chẳng khác nào giống như trẻ sơ sinh chưa đủ tháng, sinh ra đã non yếu, cho nên sức mạnh của nàng ta tạm thời không ổn định, sau này từ từ tu luyện khôi phục có lẽ sẽ có thể mạnh lên. Nhưng Dương Bách Xuyên lại không rõ cụ thể chuột hoàng này là thực lực gì. Thế là hắn hỏi, cái đó, chuột hoàng, ngươi là thực lực gì? Chủ nhân, nô gia có tên, gọi là tử hoàng. Thời đại trước tức là 60 vạn năm trước, tu chân giới gọi ta là mẹ ngũ hành, lúc huy hoàng nhất tu vi của nô gia có thể sánh ngang với tiên tôn tiên giới. Nhưng mà bây giờ thực lực và tu vi niết bàn trùng sinh đều bắt đầu lại từ đầu, có điều cho dù là như vậy, thì nô gia vẫn mạnh mẽ hơn chuột vương. Tử hoàng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 112.